Ngô Phật và bạch thầy, là cho con xin hỏi thầy là khi trong học của vi diệu pháp thì có nói về cái tâm duy tác ạ, thầy ạ. Mà khi chúng con nghe thầy giảng là khi mình cái lầm của mình là mình cứ tạo tác lăng xăng theo cái bản ngã, thế thì nói cái duy thì cái tâm duy tác là cái tâm gì thì con chưa hiểu cái đó, xin thầy giải thích cho con. A Di Đà Phật. Cái tâm duy tác là nhiều thứ. Khi mà cái tâm mà còn cái bản ngã chi phối á, thì cái bản ngã là nó xuất hiện ở dưới nhiều cái hình thức. Ví dụ như là một cái bản ngã của một cái chúng sanh ở trong cõi dục giới đó, thì họ có cái bản ngã của cái tham sân si đối với sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái bản ngã đó là cái bản ngã mà có cái tâm gọi là tâm dục giới. Cái tâm dục giới đó nó có tâm thiền, tâm bất thiền. Rồi là người ta mới tu thiền định rồi này kia, rồi mới đắc định này định kia, thì nó sẽ là có cái tâm sắc giới, vô sắc giới. Thì khi mà còn bản ngã thì bây giờ có tu tới cách mấy đó, nó cũng nằm trong cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi. Tức là nó vẫn nằm trong tam giới, cho nó không cách gì mà giải thoát ra được cả. Tức là tu theo cái hướng mà bản ngã. Mà tu theo hướng bản ngã thì nó có thế này, nó lên tới tầng cùng rồi á thì nó lại trở xuống lại, cho nên mới gọi luân hồi. Ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Giả sử như khi kia mình ở nhà quê á, là mình cứ ăn khoai sắn gì đó. Bây giờ mình lên thành phố, mình đi làm rồi, mình có tiền rồi, mình ăn toàn là phở, toàn là hủ tiếu, rồi ăn toàn là cao lương mỹ vị. Nhưng mà một ngày kia đó nó chán rồi đó, lúc đó về là thích rau luộc. Thích rau luộc là thích ăn khoai lang, là thì đi mua cho kiếm cho ra cái củ môn để mà ăn chấm muối ăn, thí dụ vậy. Thì nó luân hồi, cho nên á nó đi tới cái cõi mà sắc giới, vô sắc giới rồi á, nên nó lại muốn trở lại cái cõi dục giới lại. Cho nên nó cứ đi vòng vòng vậy. Cho nên gọi là luân hồi. Còn cái vị mà đã thoát ra khỏi cái bản ngã thì các vị đó cũng vẫn, ví dụ như đang ở trong dục giới thì cũng vẫn vẫn hành động như chúng ta. Ở trong cõi sắc giới thì cũng hành động như là cõi sắc giới. Ở trong cõi vô sắc giới thì cũng hành động như trong cõi vô sắc giới. Nhưng mà tất cả hoạt động của họ đó đều là hoạt động duy tác. Duy tác tức là chỉ có tánh biết thấy pháp thôi, chứ không có ai hết á, không có ai làm trong đó hết á. Duy tác tức là chỉ có hành động mà không có người hành động. Chỉ có hành động mà không có người hành động. Tức là ví dụ như bây giờ thầy đang đi mà không có cái ta đi thì lúc đó là vẫn đi. Như hồi nãy thầy nói đó, không có cái ta thì phổi vẫn thở. Máu vẫn chảy, tim vẫn đập, chứ đâu phải cần phải có cái ta nó mới đập. Mà không có cái ta nó còn đập đúng hơn. Còn mà có cái ta vô cái là nó trở buồn cái bắt đầu cái huyết áp thấp nó xuống hoặc là huyết áp cao lên. Đó, nó làm thay đổi hết đấy. Cho nên á, khi mà không có cái ta thì lại mọi hoạt động đều trở nên rất là tốt đẹp. Đều thuần theo pháp hết. Tùy duyên thuần pháp hết. Thì cái hành động mà tùy duyên thuần pháp đó chính là hành động duy tác. Tức là có làm mà không có cái ta làm. Có làm mà không có ai làm. Đại khái là như vậy. Dạ, con xin thưa thầy. Con là một người mà tham gia đạo Phật rất là trẻ, cho nên con thấy cái chuyện mà cái tá của con nhiều quá đi. Ví dụ như mà trong một ngày mà con có được chừng khoảng một tiếng đồng hồ để mà dẹp bỏ cái tá mà như thầy nói là con đã quý lắm rồi,
Thành thử vì vậy nhờ thầy bày cho con cách nào để con dẹp bỏ được kể cả tá của con một ngày trong vòng một tiếng đồng hồ cũng được. Tại vì con lăng xăng ghê lắm, thử vì vậy mà con ví dụ như khi thầy nói thì con tưởng tượng thôi, bây giờ mình cứ ví dụ mình là cái bàn đi, mình là cái bàn đi, để cho rồi cái mọi sự hàng đến với mình là mình là cái bàn, thì mọi sự hàng đến mình không có cái của mình. Nhưng thực sự con là một người bình thường, con có gia đình, có công việc và có con cái, cho nên thằng bị lôi cuốn ghê lắm. Thử là làm sao. Dạ con xin cảm ơn. Cái đó là câu hỏi đúng, câu hỏi là thực tế. Nhưng mà câu hỏi này á, thực ra là nó sẽ đến 2-3 buổi nữa thầy mới bắt đầu chỉ ra. Bây giờ phải thấy ra cái đã, thấy ra là cái ta với là cái pháp, một bên là pháp, cho nên trong đó là có hai cái từ là ngã với pháp. Ban đầu á là mình phải thấy ra cái ngã là nó tạo tác như thế nào, đem lại đau khổ như thế nào. Quý vị nên nhớ thế này ấy, thực ra đó trong một ngày chúng ta sống á thì vô ngã nhiều hơn là cái ngã. Nhưng mà cái khi vô ngã thì mình lại không biết gì hết. Khi còn khi nào mà có ngã lúc đó mình mới thấy là mình là ghê gớm. Chứ còn khi mà vô ngã thiếu gì? Có rất nhiều cái lúc mình vô ngã. Có cái điều á là trong cái lúc vô ngã đó mình cũng không biết. Mà thực ra bây giờ mình cho là mình có cái ngã thì lúc đó mình vẫn cứ vô ngã như thường. Tại vì nó cái ngã đó chỉ là ảo tưởng thôi, cho nó đâu có thật. Cho nên mặc dù mình đang cho là có ngã thì nó vẫn cứ vô ngã. Cho nên thực ra đó, mọi cái hoạt động của chúng ta trên thực tế nó là vẫn là vô ngã. Vô ngã nhiều hơn. Nhưng mà cái ngã của mình nó đôi lúc một ngày nó khởi lên còn lần thôi. Nhưng mà nó thấy là nó là đệ nhất thiên hạ rồi. Chứ nó không biết rằng là trong khi mà không có cái ngã đó đó thì tánh biết vẫn thấy pháp. Mọi chuyện vẫn hoạt động bình thường. Thực ra bây giờ này, ví dụ bây giờ thầy lấy ví dụ, mình đang đứng như thế này, cái tự nhiên mình nghe cái tiếng gì đó, phải không? Tiếng rù rùm rầm đi đó không biết. Thì mình chỉ nghe thôi chứ có ngã gì đâu, phải không? Thực ra là lúc đầu mình chỉ có nghe thôi, sau đó có thể là cái ngã phản ứng lại. Ví dụ như lúc đó đó, ví dụ như mình lúc đó đó mình muốn là hoàn toàn yên tĩnh thì cái tiếng đó đó nó làm phật ý mình, tại vì mình muốn yên tĩnh mà sao nó lại làm rù rù rầm 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 làm gì, cho nên á mình mới là bất bình. Thì cái ta đó, cái đó là cái ta này, tức là khi mình muốn giữ một cái gì thì mình sẽ chống lại một cái khác, nó cứ như vậy mà nó tạo ra tham sân si. Tham sân si là vậy đó, tức là mình thấy như vậy nó rất rõ. Cho nên á, ví dụ như quý vị ngồi muốn giả sử bây giờ mình nói là hoạt động của mình là phần lớn là nằm trong cái ngã. Bởi vì là mình về nhà một cái là thấy chồng tôi, rồi con tôi, rồi nhà cửa tôi, rồi mới về cái tự nhiên mình khóa rồi mà sao bây giờ ai mở tung là như thế này là tá hỏa tâm tình rồi. Phải không? Cho nên là lúc đó là cái ta không cái đó. Thì bây giờ đầu tiên là mình phải phát hiện ra cái ta cái đã. Còn khoan nói là dẹp cái ta hay không dẹp cái ta. Bây giờ đầu tiên là phát hiện ra lúc nào là có ta, lúc nào không có ta. Phát hiện dùng chừng đó thôi. Đó là cũng đã thiền dữ rồi đó. Bây giờ trong ngày mình phát hiện ra cái lúc nào là có ta mà lúc nào không có ta là thấy là thiền gì dữ rồi. để thầy kể câu chuyện thiền. Cái ông Bùi Hưu á, ông mới tới, ông đi đánh trận, ông là một ông tướng, ông mới đi đánh trận, ông mới ghé vô cái chùa, các ông thấy có một cái hình của một cái vị tổ của cái chùa đó, thì ông mới hỏi tăng chúng trong chùa là vị này bây giờ ở đâu. Thì trong chùa không ai biết, mới là kêu một cái vị mà lớn tuổi nhất trong chùa mà tu ở đó lâu nhất á,
Và vị đó bây giờ đang nấu ăn ở nhà bếp á, mới là kêu cái vị đó lên. Thì cái vị lên á, thì ông Bùi Hưu ông mới hỏi là cái vị tổ này bây giờ ở đâu. Thì cái vị thiền sư đó đó, ông trả lời, ông trả lời mà ông kêu Bùi Hưu, kêu Bùi Hưu một cái á, thì ông kia nghe kêu Bùi Hưu một cái thì ông giật mình quay lại. Thì mình quay lại một cái thì là cái vị thiền sư đó hỏi là ở đâu. Thì Bùi Hưu ngộ. Câu chuyện đó nghĩa là gì? Ngộ tức là cái lúc mà khởi lên cái tâm hỏi ở đâu, ở đồ này kia, là cái tâm ở đâu á, tức là cái bản ngã nó muốn cứ muốn thỏa mãn cái hiểu biết, thỏa mãn cái đạt được. Tức là cái bản ngã nó có hai cái điều mà nó muốn thỏa mãn, đó là sở tri và sở đắc, tức là muốn được như ý muốn ý mình, và muốn biết và muốn được. Đó là hai cái điều mà bản ngã là muốn tìm kiếm. Thế thì á, trong cái khi mà ông muốn hỏi cái vị này ở đâu á, tức là ông hoàn toàn ông quên bản thân mình. Điều thứ nhất là ông quên bản thân mình đang đứng đó. À. Cái thứ hai á, là khi ông khởi lên cái ý muốn hỏi đó, tức là có cái bản ngã đang khởi lên. Cái bản ngã nó là một ảo tưởng. Còn con người thật đó, thì ông vẫn ứng đó, tim ông vẫn đập, phổi ông vẫn thở, phải không? Tức là cái con người thật vô ngã của ông á, thì vẫn đứng đó. Mà khi là ông này ông mới kêu một cái, thì ông này liền giật mình trở lại. Điều thứ nhất ở đây là trở lại với cái đang là. Ngay cái lập tức mà khi kêu một cái mà trở lại với cái đang là đó, thì lúc đó là vô ngã. Phải không? Lúc đó là vô ngã. Lúc đó chưa có kịp là khởi lên bản ngã ảo tưởng gì hết trơn. Tức là kêu một cái là giật mình là trở lại. Thế bây giờ ví dụ như thế này. Bây giờ cái người có cái anh chàng nó đang thấy trời mưa là anh cứ đang nghĩ đến cái chuyện gì á, hoặc là nghĩ đến những kỷ niệm gì đó, cái tâm của anh ở đâu á. Bây giờ bà mẹ mới tới là đập trên vai cái còn con, thì lúc đó nó có phải tỉnh lại trở về với mình, phải không? Nhưng mà cái trở về với mình đó, cái lúc đầu á, tại vì cái lúc đầu là mình không có ngờ, mình đâu có biết là ai sẽ đến, thì nghe đến một cái thì là mình trở về lại với cái thực. Cho nên có khi á, cái trở về với cái thực nó có khi là giật mình, phải không? Ai đang mình đang nghĩ bay bọc đâu tự nhiên ai kêu cái giật mình lại. Chính cái lúc mà giật mình đó mà trở lại đó, lúc đó hoàn toàn vô ngã, hoàn toàn trả lại cho cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp là không có ai trong đó cả, phải không? À, nhưng sau đó bản ngã vẫn sợ cứ lên trở lại. Thôi con đứng đây mà mẹ kêu con làm gì? À, đó là tại đang thả hồn theo mây gió rồi bây giờ tự nhiên bị kêu lại, thực tế cái là phản ứng liền đó. Cái bản ngã thì đúng là bản ngã nó sẽ phản ứng lung tung hết đó. Nhưng mà mình cũng phải phát hiện được có một lúc nào đó mà hoàn toàn vắng bóng bản ngã. Nhưng mà nhớ một dùm một điều á, bản ngã vẫn là ảo tưởng chứ không phải là thật, nó chỉ là giấc mộng thôi chứ nó không phải là thật. Cho nên á, không có gì mà không buông nó được. Thế thì á, mấy tuần tới á, thì thầy sẽ chỉ cái mà làm cách nào để mà mình luôn thường trực trở lại với cái thực. Đó là thiền. Thiền là phát hiện ra cái ta ảo tưởng đang dẫn mình đi đâu. À, và buông cái ta ảo tưởng đó đi để trở lại cái thực. Trở lại cái thực tức là sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Đó. Thiền là vậy thôi, chứ không có thiền gì cả. Cho bây giờ mình cứ nói là mỗi ngày mình vô tới giờ đó, rồi mình vô mình ngồi lại lặp đi lặp lại theo một cái phương pháp để mà cố gắng để mà đạt được cái này cái kia, thì cái đó không phải là thiền. Mà cái đó là ý đồ của bản ngã đang muốn trở thành cái gì đó. Hai cái đó khác nhau xa đó nghe, coi chừng á. Có những cái người họ tu hành rất tinh tấn, nhưng mà coi chừng.
Thực ra là họ đang bị cái bản ngã xui khiến để mà coi như là phải chịu cực chịu khổ với đó để mà đạt được cái ý đồ của bản ngã mà thôi. Tức là cái thực là đang đi phục vụ cho một ảo tưởng. Có người mình đang là cái thực, mình lại không thấy cái thực đó ra. Cái thực đó lại đi phục vụ cho một cái ta ảo tưởng, có một ý đồ làm cái chuyện gì đó. Cái đó là cái mà thiền là phát hiện ra điều đó. Vậy thì bây giờ mình làm một động tác thôi. Bây giờ quý vị thử làm một động tác thôi. Đầu tiên khoan, chưa có biết gì hết trơn á, tức là mình khoan, đừng có nói nhiều quá, đừng có đưa ra cái này cái kia nhiều quá. Bây giờ làm một động tác thôi. Đó là động tác khi cái tâm mình, hay nói một cách khác là khi cái ta ảo tưởng đang có một ý đồ làm một cái gì đó, thì thường á nó xuất hiện dưới ba hình thức. Một á là thất niệm, hai là tạp niệm, ba là vọng niệm. Nó có ba hình thức. Ba hình thức đó là ba hình thức mà bản ngã là đi ra khỏi thực tại. Bản ngã luôn luôn là lăng xăng đi tìm kiếm, cho nên là nó luôn luôn đánh mất chính mình. Đánh mất chính mình là thất niệm. Suy nghĩ lung tung là tạp niệm. Suy nghĩ sai sự thật là vọng niệm. Thì đó là một cái đường đi của bản ngã là nó như vậy. Bây giờ này, bây giờ chỉ cần là làm một động tác thôi, là động tác trực nhận lại chính mình lúc đó. Tức là thay vì thất niệm, thay vì tạp niệm vọng niệm ra ngoài, thì bây giờ mình chỉ cần là thấy mình ra lại ngay lúc đó là gì. Không phải là, thật ra không phải là gì nhưng mà chỉ cần thấy mình lúc đó đang thế nào thôi. Ví dụ bây giờ mình đang đi như thế này mà cái tâm mình nó chạy đi đâu á, thì trong chương thiền Vipassana là nói niệm thân, tức là trở lại thấy mình đang đi. Đơn giản chừng đó thôi, cái đơn giản đó thôi đó. Nhưng mà thực ra khi mình hiểu được cái lý của nó rồi á, thì cái đơn giản đó là tất cả, chứ không phải là nhưng mình nghĩ là cái đó chỉ là cái luyện tập sơ sơ đâu. Thực ra khi mình đang đi mà cái tâm mình nó thất niệm hay là vọng niệm hay tạp niệm, tức là cái tâm nó chạy đi đâu á, theo cái ý đồ của bản ngã gì đâu á, bây giờ mình chỉ cần trực nhận lại là mình đang đi. Thực ra đó, nếu một cái người mà cái tâm của họ đã thấy ra vấn đề rồi á, thì chính cái lúc trở lại đó là xong rồi, hết rồi, không còn vấn đề gì nữa. Cái nàng Pachatara đó, cái câu chuyện của nàng Pachatara là một câu chuyện rất hay. Nàng Pachatara là con của một cái người bá hộ, cái người nhà giàu. Người nhà giàu thì là con gái bị quản lý trong nhà, không cho đi ra ngoài. Bởi vì hồi xưa là người ta quan niệm là giống như mà bây giờ mà bên các cái nước mà Ả Rập rồi này kia đó, cũng phải che khăn đồ lại hết, đi ra ngoài là người đàn bà là phải là kêu bằng kín cổng cao tường, tức là người phụ nữ là được quản lý trong nhà chặt chẽ, có người phục vụ rồi hết. Thế thì á, cái nàng Pachatara đó là không tiếp xúc gì với ai bên ngoài cả, mà chỉ tiếp xúc với một cái người chuyên đem thức ăn vào cho mình, chuyên vào quét nhà, lau nhà, là trải mền, trải chiếu rồi cho mình, tại khái vậy. Cho nên á, cô ta mới là đem cái lòng yêu thương cái anh đó. Thì khi hai người yêu thương nhau rồi á, thì tìm có một cách là hai người trốn đi. Hai người trốn đi. Chứ bây giờ làm sao được?
vì cái người đó là người giúp việc, mà bên này là con tiểu thư của một cái gia đình quê cát, mà bây giờ là làm sao mà hai người lấy nhau được, cho nên hai người mới là lén trốn nhau đi vô trong rừng á, sống với nhau sinh ra một đứa con. Thì nàng Pachatara là nhớ nhà quá, thế cho nên là nói với ông chồng xin đi về, nhưng ông chồng không cho. Lần sau sinh ra được thêm một đứa con nữa, sinh ra thêm được một đứa con nữa, rồi xin về, ông chồng cũng không cho, nhưng mà bà trốn đi, dẫn hai đứa con đi. Thì người chồng là lén đi phía sau để mà bảo vệ, nhưng mà không muốn về, bởi vì về thì ông biết về là thế nào mình cũng bị. Thì thân phận theo như bên người Ấn Độ thì có giai cấp, cho nên thân phận mình là thân phận thấp hèn, không thể nào mà trong cái gia đình đó người ta chấp nhận mình được, cho nên ông không muốn về. Nhưng mà vợ về thì ông cũng thấy cũng thông cảm, cho nên ông cứ đi ông đi theo bảo vệ, ông ấy theo bảo vệ, cho nên là ông cứ lén lút đi trong mấy cái bụi cây ấy, để bà đừng thấy. Thì đi trong mấy bụi cây thì bị rắn cắn chết. Còn bà thì mới dẫn đứa con, thì muốn về nhà là nó phải đi lội qua một cái dòng suối, thì mới để đứa lớn á, để đứa lớn bên này, xong rồi mới bồng đứa con nhỏ đi qua bên kia, đi qua bên kia, đưa con nhỏ đi qua bên kia, xong rồi á thì mới là trở lại để mà dẫn cái đứa lớn đi. Thì á, bà mới lội ra bên ngoài á, thì ở bên cái đứa nhỏ nó nằm bên kia, thì bị kênh kênh nó thấy, nó tưởng là cái xác chết, nó chạy xuống nó ăn. Thì bà mới đứng đó, bà đuổi cũng cái bà lao hết, bà đuổi. Thì cái đứa con lớn hơn á tưởng đâu là kêu nó lại lùi xuống, nó lùi xuống cái thì nước cuốn đi, thành ra là cả chồng cả con đều chết. Lúc đó là bà coi như là mất hết, mất tinh thần hết rồi. Nhưng mà bây giờ một mình đi về cái chỗ quê hương của mình, lặn lội về tới nơi quê hương. Thì cái chỗ mà quê hương đó bị bão lụt gì đó không biết, nó cuốn trôi hết trơn rồi. Bây giờ tìm không còn ra cha mẹ, không còn ra bà con hàng xóm nhà cửa gì nữa. Thế thì là bà điên luôn. Điên luôn rồi thì là cứ đi, là cứ con ơi, mẹ ơi, chồng ơi, rồi cứ đi, cứ kêu ra ngoài. Đi đó thì có một hôm Đức Phật đang thuyết pháp. Thì bà cũng là cứ đi đó, đi, nó lạc vô đó thôi, chứ bà cũng không biết đi đâu nữa. Bà lạc vô đó, rồi bà cứ là cái con ơi, chồng ơi, rồi cứ kêu đó. Thì Đức Phật ngài mới là đang ngồi thuyết pháp, ngài mới nói một cái bài kệ, đại khái là nói là trên thế gian này chẳng có cái gì là của ta, chẳng có con ta, chồng ta hay là cha mẹ ta, rồi ngay cả cái thân này cũng không phải là của ta. Thì tự nhiên bà thức tỉnh lại, bà tỉnh lại cái thì bà thấy là không có mặc áo quần gì cả, tại vì bà đi rồi bà quên hết trơn, bà cứ đi vậy. Thì là lúc đó cái hội chúng người ta mới có người thường thường người ta ở bên Ấn Độ thì họ quàng cái miếng vải đó. Thì có những cái người ta chỉ để cái miếng vải trên nó trang trí vậy thôi, cho nên người ta quăng cho bà một miếng vải, rồi bà mới quấn lại rồi á, thì bà mới là bắt đầu xin xuất gia theo Đức Phật. Thì hằng ngày bà vẫn tu tập và đi bát, đi khất thực. Thì một hôm á là bà đi khất thực về, thì ở bên đi đường thì đâu có sạch sẽ, đường thì lầy lội, cho nên đi về thì thường thường ở trong chùa là có một cái lưu nước, để cái lưu nước khi mà đi bát về đó thì phải là tới cái chỗ lưu nước đó để rửa chân xong rồi mới là có cái khăn, ví dụ như cái y cũ rồi này kia đó thì là để ra đấy để làm cái khăn, rồi để lau chân, rồi đi vào trong bên trong. Thì khi múc cái nước để mà lau, để đổ cái chân xuống dưới chân để mà rửa chân, thì trong cái lúc mà đổ nước cái chân mà rửa chân á, thì ở trong một cái đồng thái hoàn toàn vô ngã. Các bạn đi về, bởi vì thực ra khi một vị đi bát á, thì vị đó cũng là tu rồi,
tu là đi thì biết mình đi, ôm mình bác đi thì cứ đi như thế này. À, thì luôn luôn là thân tâm là tròn vẹn với chính mình rồi. Thế là khi đi về đó thì là lấy nước múc cái trước cái chân, thấy nước nó chảy ra rồi nó biến mất trong trong đất, không có nền xi măng giống như bây giờ mà là cái đất á, để mấy cái cục gạch đá gì, mấy cái cục đá rồi gì đó để nó mình rửa chân thôi, rửa chân thì nước đổ nước ra, cái nước nó chảy ra, thì bà thấy là nước nó chảy ra rồi nó thấm vào nước, vào đất và nó biến mất. Tự nhiên bà thấy rõ, rất là rõ lúc đó cái tâm á, thấy rất rõ cái pháp đang vận hành như thế nào. Từ trong thân tâm cho đến ra ngoài, tất cả mọi cái đều hiện rõ ra. Thấy ra được cái thực tánh vô thường của vô ngã của các pháp. Thì bà đắc quả vị A-la-hán ngay tại đó. Và A-la-hán thực ra là thấy ra rõ ràng tất cả các pháp. Và lúc đó hoàn toàn vắng bóng bạc ngã. Đó, nhớ dùng mới chỉ có cái bạc ngã với vô ngã thôi. Chẳng có cái gì, có gì trong đó hết trơn á. Chẳng phải là đừng có tưởng mình tu 30 năm rồi là công lao mình là ghê gớm á. Bây giờ mình lên tới cái chức gì đó đáng được cho người ta lại lục, cũng không phải như vậy. Hoàn toàn không có chuyện đó. Ô, có ngã hay vô ngã, nếu mà tu một hồi mà nó ra thành hòa thượng rồi bản ngã nó lớn hơn á, thì lúc đó lại càng chết nữa. Thì cái đó là, cái đó là bản ngã tăng lên chứ nó đâu có hết bản ngã đâu. Nhưng mà vẫn có những cái lúc, có những cái lúc bây giờ mình là mình phải phát hiện ra cái lúc nào là bị bản ngã chi phối, lúc nào không có bị bản ngã chi phối. Thế thì á, cái động tác đầu tiên mà thầy giới thiệu đó là mình khoan nói là thiền đồ gì hết trơn á, mà mình chỉ trở lại với chính mình thôi. Đơn giản việc đầu tiên là hãy quên mình. Bây giờ á, mình thấy là trong hàng ngày á, nói như thế này chính xác hơn này, trong hàng ngày á là mình quên mình rất nhiều. Trong khi nấu ăn mình quên mình, trong khi làm bất kỳ nói chuyện với bạn bè là mình quên mình, trong khi làm cái gì mình cũng quên mình hết trơn. Mà hay mình quên mình tức là mình đang rơi vào cái thất niệm, tạp niệm, vọng niệm này. Đó. Cho nên á, bây giờ á, việc đầu tiên, cái động tác đầu tiên là trở về, tức là lúc nào mà sực nhớ lại, trở về lại được với chính mình, tròn vẹn được với chính mình chút nào thì là hay chút đó, chứ cũng không cần phải nhiều. À, cứ hễ mà lâu lâu nhớ lại một cái thì lo trở về với mình. Thí dụ như bây giờ thầy trở lại nói chuyện, bây giờ thầy đang đi, thì trong khi đang đi như vậy á, thì cái tâm đi đâu á, bây giờ trực nhớ lại cái á, thì thấy mình à, thì mình đang đi, mình đang bước đây, và mình tròn vẹn với cái mình đang đi đây. Thế nó tròn vẹn được chừng nào đó mà kệ nó. Bởi vì lúc đó nó tròn vẹn thì lúc đó nó đã vô ngã rồi, thì mà kệ nó, chừng nào nó bản ngã khởi lên á, chính cái lúc mà mình trở về tròn vẹn mà. Trở về tròn vẹn là buông ra, chứ không phải là trở về tròn vẹn rồi cố gắng mà tròn vẹn. nhớ như vậy, tức là buông ra, thực ra là buông ra mấy cái mà cái thất niệm, tạp niệm, vọng niệm đó thì tự nhiên nó trở lại. Thì trở lại được bao nhiêu thì trở lại, không cần biết, không cần thiết. Rồi chừng nào nó khởi lên đó, thì kệ nó. Chừng nào cái bản ngã khởi lên rồi cái vọng niệm, tạp niệm nó khởi lên đó, thì mà kệ nó. Nhưng mà lúc đó mình phát hiện được. Phát hiện được, tại vì nó phải có cái cơ bản là không có cái ngã cái đá, rồi khi đó cái ngã nó mới khởi lên mình mới thấy. Thế còn cái ngã mà thấy cái ngã thì cũng như không. Cái ngã không bao giờ thấy được cái ngã, mà chính lúc vô ngã, chính lúc buông tất cả những cái vòng niệm tạp niệm đó, thì lúc đó chỉ thấy là đang đi thôi, chứ không có gì khác. À, thực ra đó, hành thiền á, sở dĩ mà mình niệm đi đứng nằm ngồi là gì? Niệm đi đứng nằm ngồi không phải là để tìm kiếm gì trong đó hết á. Đừng có tìm kiếm cái tuệ, cái đồ gì trong đó. Mà là chỉ cần tròn vẹn với cái đang đi. Ngoài ra không còn gì thêm nữa cả. À, thì lúc đó là không có bản ngã. Không có bản ngã đó. Thực ra lúc đó tại mình chưa nhận ra thôi. Thì lúc đó chính là Niết Bàn rồi đó. Thế thì bây giờ nếu như mình cứ là một ngày, tôi cho một ngày được 3 lần đi. Nhưng mà nếu mình cứ
cứ từ đây tới tuần sau. À, thì nếu mà lúc nào mình thực nhớ lại thì mình trở lại về chính mình và thấy mình đang như thế nào thì thấy như vậy thôi, chẳng thêm bớt gì cả. Đừng cần tu, đừng có trở lại rồi nói phải bớt cái này phải thêm cái kia, không cần vậy. Khi mình trở lại thì cái tánh biết nó sẽ tự biết điều chỉnh, chứ đừng có mình đừng xen vào, mình không cần làm gì cả, tánh biết nó vẫn biết điều chỉnh mình như thế nào. Thì bây giờ buổi đầu tiên là làm chuyện đó dùng, chứ đừng cần làm gì thêm nhiều á, đừng có nhiều thông tin quá rồi không được, mà chỉ cần là biết là mình đang đánh mất mình hay là mình đang tròn vẹn với chính mình thì đó chừng đó. Mà cái mình đây là không phải là không có mình nào hết, trở lại là trở lại đang cái đi, trở lại đang cái mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh vậy thôi. Cái chữ mình đây là mình tạm dùng để chỉ cái đang là này thôi, chứ không có mình gì hết. ai hỏi nữa? Con thấy cái rất là nhiều nơi có mở những cái khóa thiền á thầy, kéo dài nhiều ngày á, thì mọi người tụ tập cũng đông lắm. Thì con xin thầy thì chỉ con về người ta đang tìm cái gì trong cái khóa thiền đó ạ. À, và thậm chí con thấy hình như có một số tư tưởng cái người ta ngồi thiền càng lâu á nó có vẻ cái hơn cái người ngồi thiền ít và hơn. Dạ. Yeah. cứ như thầy nói đó thì mình sẽ chỉ cần biết á là khi người ta ngồi như vậy á là có bản ngã hay không bản ngã. Ngồi như vậy là người tu là bản ngã tu hay là tánh biết đang tu. Lúc tu đó là bản ngã tu hay là vô ngã tu. Cái đó là chỉ cần biết chừng đó. Nhưng mà đa phần á là tại vì thế này. Cái phương cách mà thầy hướng dẫn Phật tử nó khác. Cái phương cách của thầy thì thầy hơi mệt chút xíu, thầy chịu khó mệt chút xíu, nhưng mà giảng dạy làm sao để cho Phật tử thấy ra. Theo thầy là phải thấy ra rồi đó cái đó hành mới đúng. Còn bây giờ mà nếu nói hành á, bây giờ thường thường là các cái trường thiền á, người ta không có thời giờ để người ta nói, người ta nói nhiều quá nó mệt. Nhưng mà thầy là thầy muốn là chỉ sao mà để cho thấy ra đã. Khi mình thấy ra rồi á, bắt đầu mình mới là thực ra khi thấy ra á, thì mình sống phương pháp thôi chứ đâu có hành gì đâu. Đâu có gì đâu mà hành. Mình thấy pháp rồi mình sống phương pháp thôi. Mình đừng để cho cái ta ảo tưởng nó cứ xen vào, nó cứ sai sự trói buộc mình thôi. Mình vẫn sống hoàn toàn bình thường. Nhưng mà bởi vì á, có thể là do quan niệm của một số cái trường thiền. Đây là cái tình trạng thế này này. Tình trạng hiện nay á, thầy mô tả cái tình trạng hiện nay. Ví dụ như có một cái vị đó, họ nghĩ rằng á, bây giờ mình muốn mà giác ngộ giải thoát, mình muốn đạt đến Niết Bàn á, thì mình phải ngồi thiền. Phải là làm sao mà giữ tâm mình cho thật là yên tĩnh. Làm sao mà đừng bút, họ cũng nghĩ đó, tức là đừng để cho bạc ngã, đừng để cho tham sân si khởi lên. Bây giờ phải làm sao để cho tâm yên tĩnh. Thì do họ lý luận như vậy, cho nên họ mới tìm ra một cái phương pháp để mà ngồi cách nào đó, mà để giữ được cái tâm của mình. À đó, đại khái như vậy. Thế thì á, họ cố gắng một thời gian á, thì họ đạt được. Ví dụ như khi họ ngồi như vậy thì họ cảm thấy là tâm họ nó hoàn toàn vắng lặng. Và họ cảm thấy rất là an lạc. Họ thấy hay quá, mình không còn những cái đau khổ phiền não nữa, bây giờ mình ngồi toàn là an lạc. Thế là họ đem ra họ dạy cho người khác. Mà khi họ dạy người khác á, thì họ không có giải thích gì cả. Họ chỉ nói là bây giờ này, ngồi như tôi, bởi vì tôi ngồi tôi nên tôi được cái đó. Cho nên bây giờ cứ ngồi như vậy là được. Cứ ngồi như vậy, làm như vậy. Cái đó gọi là phương pháp. Thế thì người khác cứ theo cái phương pháp đó mà làm. Cũng biết là nó làm nó tới đâu thì tới, nhưng mà ông này ông tin ông là thế nào nó cũng tới. Mà ông kia ông nói tôi bảo đảm là tới, cứ làm như vậy là thế nào cũng được an lạc. Thì đúng, thì người nào làm đúng như vậy thì nó sẽ được an lạc. Nhưng mà ý thầy là chỗ này,
Được an lạc đó để làm cái gì? Được an lạc đó, đó thì nếu mà một cái người mà thấy pháp, một cái người mà hiểu đạo thật sự đó, thì sẽ thấy đó cũng chính là luân hồi sinh tử. Và chính cái an lạc đó nó mới càng là đau khổ hơn nữa. Phải không? Tại vì mình phải bảo vệ cái an lạc đó, mình phải cố tìm kiếm cái an lạc đó. Rồi khi mình được an lạc, nó phải có một cái ta an lạc. Thành ra đó là con đường mà thầy nói là nó đi đến đại ngã, chứ không phải là con đường đi đến vô ngã. Khi mình mà đã được an lạc rồi, khi mà mình tâm mình đã định rồi, không còn làm việc gì được nữa. Có nhiều vị sư bây giờ tới chùa đó, mới tu thôi, mới có xuất gia thôi à. Hồi xưa mà thầy mà xuất gia làm việc muốn chết, phải lau nhà lau phải chung cái chùa mà thầy hồi ở ngoài Đà Nẵng, cái chùa lớn lắm, chùa Tam Bảo từ Đà Nẵng đến phiên mình là phải lau từ trên xuống dưới sạch sẽ, quét dọn, rồi đi nấu ăn, đi dọn bàn dân chư tăng, làm rất nhiều công việc. Tức là mình sống là thế, sau này thầy mới thấy rằng là mình sống phục vụ vô ngã vị tha, đừng có làm gì cho mình hết á, đừng thế ra chính làm cái đó lại là tốt hơn. Thế bây giờ cái người bây giờ là có những cái truyền thống tu hành, có nghĩa là ta cho rằng là hey, anh đã tu rồi, anh vô đó anh chỉ tu không thôi, không được làm gì cả, vô là anh chỉ tu thôi, mọi người sẽ phục vụ cho anh tu để anh giải thoát. Tức là họ quan niệm rằng giải thoát nghĩa là anh phải ngồi anh tu cho đến khi nào mà anh đắc được cái này, anh đắc được cái kia gì đó đó để giải thoát. Nhưng mà quan niệm đó là quan niệm sai lầm. Quan niệm đó là quan niệm thiếu cái chất mà vô ngã vị tha, cái chất mà tùy duyên thuần pháp. Nó cái chất đó rất là sai lầm. Nhưng mà bây giờ cái vị này đó là trở thành một vị thiền sư và chỉ cho người ta thì quả nhiên là người nào cũng được an lạc cả, cho nên ai mà thấy là cũng hay, cũng thích. Đồn nhau thì mà ai mà chẳng thích an lạc. Nhưng mà an lạc vẫn là một cái dính mắc của bản ngã. Và Đức Phật Ngài đã nói là không nương tựa, anicito viharati, tức là sống không nương tựa. Na kinchi loke upadiyati, tức là không bám víu bất kỳ điều gì trên đời. Tại sao mình lại bám víu an lạc? Tại sao lại mình bám víu cái tâm ổn định? Có an lạc, có ổn định, tức là có bản ngã rồi. Phải không? Nếu như vậy á, thì cái người đó đâu có thể nào mà sống một cách là tùy duyên thuần pháp được. Tức là khi gặp cái chuyện nó đau khổ thì sẵn sàng chịu đau khổ để mà làm. Phải không? Ví dụ như gặp một cái chuyện mà mình cần phải hy sinh, mình cần có khi là chết đi nữa, vẫn cứ làm, thì như vậy mới là cái người vô ngã vị tha chứ. Thế còn bây giờ mình đã ngồi yên tĩnh rồi, mình đã được an lạc rồi, thì làm sao mà còn làm được chuyện đó? Làm sao mà chịu vô cái chuyện mà phiền não khổ đau đó để mà làm? Nhưng mà nó có một cái điều rất lạ, đó là mình cứ làm việc vô ngã vị tha. Và khi mình làm việc vô ngã vị tha đó, mình sẽ gặp rất nhiều chướng ngại đau khổ, gặp rất nhiều chướng ngại phiền não. Chính cái chướng ngại phiền não đó mới là đập vỡ cái bản ngã đi. Chứ còn bây giờ mà mình cố mình ngồi mà được an lạc, được định rồi đó, thì mình đã rơi vào một cái bản ngã chắc ăn rồi. Cái bản ngã đó là bản ngã ổn định rồi, thế nên mình chết chứ. Còn bây giờ mình gặp phiền não, chính khi mình gặp cái phiền não đó, nó mới phá vỡ đi cái mà cái chấp trước của cái ta. Ví dụ như là có một cái chuyện rất là buồn cười, là cái người nào mà muốn ở ngoài đời thấy phiền não cái muốn vô xuất gia, muốn vô tu trong chùa, là bởi vì cứ nghĩ rằng là vô tu trong chùa là nó sẽ yên ổn hoàn toàn. Nhưng đâu phải, vô trong chùa mới là mới là đụng độ với nhau dữ dội á. Tại vì á, cái ông thì người Huế, ông thì người miền Nam, ông thì người miền Bắc, ông thì là nhiều tuổi, ông thì ít tuổi, ông thì học ít, ông thì học nhiều, mà ở chung với nhau làm sao không đụng độ. Thế thì có người vô chùa thấy nói
trời ơi, tu kiểu gì mà nó ngày nào cũng là cứ đụng đồ nhau đó. Nhưng mà thầy thì cười, thầy nói vậy là hay á. Bởi vì chính cái đụng đồ đó, đó nó mới là gọt bớt cái mà mình tạo dựng nên. Người này là tạo dựng nên một cái bản ngã là muốn như thế này thế kia, người kia tạo nên một cái bản ngã muốn thế này thế kia, hai cái bản ngã nó đụng nhau thì nó mới vỡ bớt đi. Chứ không phải sao? Cho nên những đụng đồ đó nhau đó lại là rất tốt. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói là tăng ly chúng tăng tàng, tức là một vị tăng mà ở riêng ra một mình là phá hỏng. Tại sao vậy? Tại vì ở chung vô đó nó mới đụng nhau. Chính cái đụng nhau đó nó mới u đầu sức trắng, cái bản ngã nó mới bị u đầu sức trắng. Thì nó lúc đó nó mới buông cái bản ngã được. Còn nó càng hình thành được cái tốt đẹp chừng nào mình lầm lẫn là cái chỗ là mình cố gắng tu hành để mà đạt được những cái tốt đẹp. Chính đạt được cái tốt đẹp đó mới là hỏng chuyện. Đó. Cho nên á, vô trong chùa sống một thời gian mới thấy rằng là té ra ở đây trong này là xung đột nhau đủ thứ hết trơn. Nhưng mà lão tự nói là xung khí dị vi hòa. Chính cái xung khí đó nó mới hòa được. Cho nếu không nói lục hòa làm chi? Nếu mà vô mà ta sống nó toàn êm đẹp hết trơn thì lục hòa làm gì? Nhưng mà chính những cái xung đột đó nó mới vỡ bớt đi cái mà định hình của bản ngã. Cái chữ định hình của bản ngã nó vô cùng quan trọng. Định hình bản ngã tạo nên một cái ta, tạo nên một cái phong cách phong thái gì đó được dữ dội lắm, nhưng mà chính cái đó mới là cái nguy hiểm. Thì cái điều đó, ví dụ như một vị sư ấy, mà ở riêng một chỗ nào một thời gian thì vô sống chung lại với chư tăng là hoàn toàn mình thấy là không được. Cho dù có thể là người đó đạt đắc được thiền định thiền gì đó, nhưng mà chính vì đắc được cái đó, ôm giữ cái đó mới bây giờ vô trong này mới là chịu hết nổi. Còn bây giờ người ta ở trong này người ta cái chuyện nó bình thường. Bây giờ mới biết thấy nhau, hiểu nhau, thấy cái cung đường bản ngã là thế nào, thấy rõ ràng hơn. Cho nên á, đừng có lo, cứ sống bình thường thôi, mà chỉ cần trở lại với chính mình, chịu khó quan sát lại chính mình một chút, rồi từ từ nó sẽ vỡ đi cái bản ngã. Cái bản ngã đó nó có một bí mật, nó có một bí mật rất là kỳ lạ. Mặc dù mình học như vậy để mình thấy ra thôi, mình thấy ra thôi là mình có một những cái biện pháp để mà mình làm thế nào để mà mình đừng có để chạy theo bản ngã và để mình sống thuần pháp, thì cái đó là từ từ mình sẽ có. Nhưng mà tất cả những cái này đều là tự nhiên, đều do thấy ra mà làm, chứ không phải là theo một phương pháp, không phải theo một ý đồ. Cái điều đó là vô cùng quan trọng. Cho nên á, cái việc mà mình hoàn toàn tự do giải thoát á, thì lại giống như là cái nàng Vajratara trải nghiệm qua tất cả mọi sự khổ đau, thì bây giờ bóng một cái lúc lại hoàn toàn lặng lẽ, không còn bạn ngã gì cả, thì mới thấy rằng là chính cái lúc đó là cái lúc thật, mới thật sự là an lạc hạnh phúc, chứ không phải là một trạng thái an lạc nào đó mà mình ôm giữ, mà chính là buông ra hết tất cả mọi thứ, thì là lúc đó mới thấy là dòng nước chảy ra mà là đắc đạo, được đắc. Thì ở đây á, thường thường mình có nói một cái câu, mình thường nghe trong kinh một cái câu rất là lạ: nếu như mình tu hành thì là nó sẽ đạt được cái kết quả như ý muốn của mình, nhưng tại sao giác ngộ lại là hoắc nhiên đại ngộ? Tại sao lại bỗng nhiên giác ngộ? Nếu mình làm thì là mình làm thì mình làm ra chứ bỗng nhiên gì? Ví dụ bây giờ mình làm cái bánh thì mình đúc nó ra thì nó ra rõ ràng đó chứ còn bỗng nhiên gì? Nhưng mà tại sao giác ngộ lại là bỗng nhiên? Cái bỗng nhiên nữa mình là lạ này. Bỗng nhiên là bởi vì sao? Vì nó thoát ra khỏi cái ý đồ của bản ngã, phải không? Chính cái khi mà nó thoát ra khỏi ý đồ của bản ngã thì cái việc trừ việc đó nó xuất hiện là xuất hiện hoàn toàn là
bỗng nhiên. Đó, giống như cái ngài A Nan đó, ngài mà muốn vào kết tập tâm tạng ấy, thì ngài mới là cố gắng mà tu để cho đắc quả A La Hán. Nhưng mà khi ngài tu mệt quá rồi mà không được gì cả thì ngài bỏ đi, ngài nằm xuống. Ngài nằm xuống thì cái đầu mới vừa chấm gối thì đắc quả A La Hán. Thì cái đắc quả A La Hán nó là bỗng nhiên, chứ không phải là do mà ngài mà cố gắng mà ngồi thiền. Cái cố gắng ngồi thiền đó nó vẫn còn là cái bản ngã. Cho nên khi nó buông cái bản ngã nó ra, bản ngã nó bỗng nhiên có một lúc nào đó nó buông ra. À, mà bên thiền tông á, ví dụ như cái thiền tông thì tại vì họ tham công án, cho nên trong cái khi mà họ, cái đầu óc họ là hoàn toàn cột vào cái công án, nên bỗng nhiên là đi đùng cục đá té xuống một cái thì nó trở lại với chính mình. Là gọi là ngộ. Ngộ là giống như bùi hưu mà kêu bùi hưu, có quay lại có hỏi đâu, ở đâu. Hỏi ở đâu tức là hỏi ổng á. Ông ở đâu chứ không phải là cái ông kia ở đâu. Không phải là cái ông trên cái hình nó ở đâu, mà ông ở đâu. Đó. Thì khi mà trở lại với cái với mình đó, thì mình thấy là tất cả pháp đang ở đó, chứ không phải đâu cả. Rồi, chúng ta nghe. Dạ thưa, dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi một câu này thầy. À, con theo như con hiểu, cái sự hiểu nông cạn của con á là cái khổ đó thì mình do cái tâm mà ra. Dạ vậy thưa, vậy thì những cái người mà họ bị bệnh tâm thần đó thầy, thì cái tâm họ không hiểu gì hết, nghĩa là không nhận thức được cái khổ, không nhận thức được cái nguyên do gây ra khổ, vậy thì cái người đó họ có khổ không thầy? Và khi họ tử đó thầy, thì họ tái tục một cái kiếp khác, cái một kiếp tất kế đó thì như thế nào thầy? Thầy xin thầy giảng cho con, cảm ơn thầy. Cái này á là nó rất tế nhị. Khi một cái người họ bị tâm thần á, họ không biết gì cả, cho nên trong luật á, ví dụ như một vị tỳ kheo mà phạm giới, nhưng mà vì đó là tỳ kheo điên, gọi là tỳ kheo điên. Tỳ kheo điên không phạm tội, tại vì ông đâu biết gì đâu. lúc đó là làm theo cái vô nhân dị thục, tức là bây giờ người đó đang trả quả thôi. Người đó đang trả quả thôi, chứ còn thật ra là người đó không có, không biết gì để mà tạo nhân hết á. Cho nên nó bây giờ có phạm giới cũng không có tội. Tại vì bây giờ tất cả những cái đó đều nó nằm trong cái vô nhân dị thục. À, cái đó là người nó chỉ trả quả thôi. Cho nên nó có thể là nếu cái người đó họ trả xong cái quả đó, họ không có tạo tác thêm cái gì á, thì họ trả xong cái quả đó có thể là kiếp sau họ chết họ sinh lên cái cõi tốt hơn. Thí dụ bây giờ vốn họ là người, nhưng mà do cái nghiệp ác cho nên bây giờ họ là cái người mà họ không có làm chủ được mình gì hết, họ sống hoàn toàn là bị đồng đó. À, thì bây giờ họ đang chịu quả đó, nhưng mà nếu như cái kiếp này họ sinh ra để chịu cái quả đó thôi, thế thì họ sẽ chịu cái quả đó, nhưng mà cái đó nó cũng có liên hệ đến gia đình của họ. Gia đình của họ phải chăm lo cho họ, phải trả nợ cái cho họ, cái cũng là cái nợ phải trả với nhau. Cho nên bây giờ cái nhà đó lo cho cái người con hay người cha mẹ gì của mình đó cũng là trả cái nợ của họ. Còn cái người đó phải chịu cực khổ, chỉ nằm đó mà chịu cực khổ như vậy cũng là trả cái nghiệp của họ đó. Cho nên đó là nếu mà trả xong nghiệp á mà không có tạo tác thêm nghiệp gì khác á, thì họ có thể vẫn trở sinh lại làm người đàng hoàng. À, chứ không phải là mình nói là bây giờ cái người đó họ bị như vậy rồi họ chết một cái là họ sẽ đọa địa ngục, không phải đâu. Thực ra một người sáng suốt đàng hoàng mà làm ác á, người đó mới là đọa địa ngục. Còn người này họ đâu biết gì đâu mà đọa địa ngục. À, mà cái đó là nó cái quả thôi. Cho nên á, trong cái tiến trình tâm của mình á, mình lại thấy là có những cái đoạn mà nó là cái hiểu học vi diệu pháp là cái chỗ đó đó, tức là mình phải biết cái tâm nào là cái tâm là vô nhân dị thục, cái tâm nào mới là cái tâm nhân tâm quả. À, là nó rõ ràng. Thành ra có thể những người đó họ không phải là chết rồi họ đọa đâu.
Bạch thầy, hồi nãy con nghe giảng là vậy, là bất kỳ một chúng sanh nào đều qua cái khi mà một việc khởi lên á, tức là một cái tâm khởi lên đều phải qua cái tiến trình ngũ môn và kế tiếp là ý môn thì mới là cái tâm nghiệp hay là tạo tác được. Tại vì ở trong cái ngũ môn nó cũng có cái tốc hành tâm, mà hồi nãy con nghe thầy giảng là phải tiếp tục qua cái ý môn thì mới là tạo nghiệp hoặc là tạo tác. Như vậy thì là sao, con chưa hiểu chỗ này. Ở trên tiến trình ngũ môn á thì nó vẫn có tạo tác, chứ không phải không có tạo tác, nhưng mà cái tạo tác đó là cái tạo tác lúc đầu thôi, tức là nó chỉ mới là cái phạm xả lúc đầu thôi, tức là nó vẫn có thích hay không thích, nhưng mà cái thích hay không thích của cái lúc đầu đó nó chưa có phải làm cái chuyện gì ghê gớm. Nếu như thích xong rồi là thôi, không có nhớ gì cả thì không sao cả. Lúc đầu nó có chứ không phải không có, nhưng mà chỉ là một cái mầm móng lúc đầu thôi. Do đó nếu ngang đó mà mình chánh niệm tỉnh giác liền thì có thể là không kéo dài thêm cái tiến trình của cái bản ngã mà tham sân si này nó xem vào. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là trong cái thực tại đó thì con cũng hiểu là chịu như khổ lạc hay là xả là thuộc về thọ của thân, hay là yêu rồi hỉ và xả thì thuộc thọ của tâm ấy. Con chưa hiểu mấy cái đó, mong thầy dạ. Tức là nói chung là cái này vẫn là khổ, nhưng mà cái khổ mà về thân á, cái khổ về thân á, ví dụ như bây giờ mình bị đánh đau nhức thì cái đó là khổ về thân. Bây giờ mình đang bị một cái trạng thái nhức cái tay chẳng hạn, đó là khổ về thân. Nhưng mà khi mình nhức cái tay này thì trong cái tâm nó vẫn cứ cảm thấy khó chịu, thì cái khó chịu đó là nó thuộc về ưu đó. Cái lạc cũng vậy, cái lạc của cái bên ngoài thôi, cái lạc của bên ngoài, ví dụ gió mát thì mình lạc, nhưng mà gió mát ở trong bụng lại cũng thích thì cái đó là cái nên là cái hỷ đó. Cái xả thì nó giống nhau, nhưng mà thực ra cái xả của tâm với cái xả của thân nó khác nhau một chút. Mô Phật, kính bạch thầy. Thầy có dạy là muốn tu thì chúng ta trở về với thực tại, đi đứng nằm ngồi đều phải thấy rõ, quan sát rõ, thì như vậy là chúng ta đang tu luôn luôn có chánh niệm. Nhưng ví dụ nếu như mà ngồi, tức là khi đi đứng mình nhìn thấy cái gì thì mình thấy thực của nó, chứ không có suy diễn theo cái ý của mình, thì như vậy là thấy thực, có chánh niệm. Nhưng mà cái lúc mình ngồi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, thì để cho cái tâm của mình nó không có vọng động, không có phóng dật, thì như vậy là mình phải theo dõi hơi thở, phải không thầy? Để mình giữ cái tâm, để đừng có cho nó chạy lung tung. Thì như vậy có phải không thầy, cái ngồi đó? Cái mà mình theo dõi hơi thở hay là mình dùng một cái đề mục nào đó để mà giữ cái tâm á, cái đó đều là thuộc loại giới định tuệ chế định, tức là cái đó nó rất tốt. Tôi ví dụ như bây giờ mình hễ mà thả ra là cái tâm nó cứ chạy, thì lúc đó mình phải dùng một cái gì đó để mà buộc. Thì tùy theo mỗi người, mà Đức Phật ngài chỉ cho mỗi cái cách. Người thì theo dõi hơi thở, người thì là ví dụ như đang đi thì mình cứ ngay cái đi đó mà mình thấy đó. Thì tức là lấy cái đối tượng thực tại để mà cho cái tâm mình nó trở về với cái thực tại đó. Thì lúc đó hơi thở cũng là đối tượng thực tại, lúc đó là trở về thực tại. Nhưng còn nếu lúc đó đi thì là đi là đối tượng thực tại. Lúc đó mình đang ăn đang nhai thì ăn nhai là đối tượng thực tại. Cái gì mà lúc đó là cái mà đang diễn ra thì mình lấy đó làm cái đối tượng thực tại. Thầy á, thì thầy chỉ như thế này, tức là nếu như mình ngồi mà mình buông cái tâm rỗng rang lặng lẽ, rồi mình thấy cái gì á thì mình cứ thấy đó như vậy thôi. Tức là cái gì đó, thân hay là thọ hay là tâm hay là cái gì nó khởi lên thì mình thấy. Còn nếu mà không khởi lên, giả sử đây là mình đặt một giả thuyết là không có gì khởi lên hết, thì mình vẫn cứ để cái tâm rộng lặng trong sáng vậy thôi.
chẳng cần gì hết đâu, cái rộng làng trong sáng đó mới là cái chính. Còn á, khi khởi lên á, thì mình nó có hai cách để giải quyết. Cách thứ nhất á, là khi cái khởi lên thì mình lại là dùng một cái đề mục nào đó để mình an trú vào đó, để cho nó đừng có khởi lên. Cách thứ hai á, thì nó khởi lên mặc kệ nó, mình chỉ thấy thôi. Nó khởi lên thì mình cứ thấy khởi lên, nó diệt thì mình thấy diệt, nó sinh diệt như thế nào thì mình cứ thấy như vậy. Thì cũng là đang thấy thực tại, tức là trả với thực tại lại với thực tại, tức là nó như thế nào mình cứ thấy như vậy thôi. Thì là cái cách thứ nhất là định, cách thứ hai là tuệ. Tức là nếu là không, lúc đó không sử dụng tuệ được thì lúc đó mình phải dùng, mới dùng tới định. Còn nếu không á thì không cần dùng tới định, bởi vì trong cái mà mình nhìn thực tại đó là nó đã có định sẵn trong rồi. Tức là trong cái sáng suốt định tịnh trong lành thì nó đã có giới định tuệ trong rồi. Thì cái này trong cái bài sau thầy sẽ phân tích rõ cái giới định tuệ nó như thế nào, có bao nhiêu loại giới định tuệ. Thì cái phương án của thầy là đi từ cái rỗng lặng trong sáng trước, rồi khi nào mà không được thì mình mới phải dùng một phương tiện đã phương pháp, tức là nó chế định rồi. Mà đúng ra thiền tuệ là không có chế định, thiền tuệ là phải là đối tượng, là phải đối tượng paramattha chứ không có chế định được. Nhưng mà bây giờ vào không được cái paramattha đó thì đành phải chế định. Bất kỳ cái pháp nào mà Đức Phật ngài dạy đều mình có thể chỉ cho người ta, hoặc là bất kỳ cái phương tiện gì mà có thể giúp cho người ta được thì là mình giúp. Nhưng mà cái chính vẫn là cái mà buông ra rộng lặng trong sáng trước. Tức là nếu mình buông được cái ta ảo tưởng này đi, giống như là cái vị tỳ kheo mà bình đó, mà Đức Phật ngài nói rồi mà buông ra rồi cái thì khỏi cần làm gì hết. Ngay nơi bình đó mà niết bàn thôi chứ không cần làm gì nữa. Thành đó nói thật rõ như cái này để làm gì? Để mình xem thử là mình có khả năng buông ra không. Thực ra bây giờ mình ngồi mà tính toán từng cái này á thì nó mệt lắm. Nhưng mà mình buông ra thì là ngay lúc đó mình hoàn toàn là giới định tuệ. Nhưng mà nếu khi đụng một trường gì đó mà cần tới cái giới thì cái đó mình mới là giữ cái giới đó. Khi nào mà cần đụng cái gì đó mà tâm mình nó chịu không nổi, mình phải niệm Phật hay là mình phải niệm hơi thở thì lúc đó mình mới phải sử dụng tới đó. Tức là cái phương tiện mình vẫn cứ để đó. Nhưng mà mình cứ dùng cái thiền Vipassana thực sự cái đã. Cái thiền Vipassana thực á là nó không có cái gì hết á. Hoàn toàn là không có gì cả, vì nó sẵn có đây hết trơn rồi. Chỉ cần buông ra là nó có sẵn hết rồi. Bởi vậy thầy mới giảng nhiều cái bài là vậy. Những cái bài tiếp thầy sẽ chứng minh để cho thấy rằng là bây giờ mình chỉ cần buông ra thì mọi thứ nó sẽ tự hoạt động. Pháp sẽ tự hoạt động, tánh biết nó sẽ tự hoạt động. Đó chính là thiền Vipassana. Con xin hỏi câu thứ hai nữa thưa thầy, là có một vị thầy cũng nói rằng là tất cả mọi cái khổ đều do sinh lão bệnh tử. Bây giờ nếu mà chúng ta làm chủ được sinh lão bệnh tử, tức là ta diệt được, nghĩa là muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, nghĩa là làm chủ được sinh tử, nghĩa là tịnh chỉ được hơi thở, nếu muốn chết là tịnh chỉ hơi thở đó. Thì như vậy thì tu để mà đạt được cái đó thì như vậy có đúng không thầy? Theo thầy thì không đúng. theo thầy thì không đúng. Không đúng là bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình muốn làm theo ý mình, tức là bạn là cái ta ảo tưởng, cái ta xen vào rồi. Cho dù mình có muốn làm theo mà mình cho là mình làm muốn làm kiểu gì thì làm đi nữa, cũng vẫn là bị cái ta. Đó. Bởi vì khi có một người hỏi ngài Xá Lợi Phất, nói là ngài thì chừng nào thì ngài là nhập diệt, thì ngài nói là khi nào đến thì ta nhập diệt. Tức là cái sinh tử đó nó là cái chuyện đến đi của pháp, cho nên mình không có chuyện gì để xen vào. Khi mình xen vào mình nói rằng là tôi có quyền chết, tôi có quyền không chết, tôi muốn làm thế này, tôi muốn làm thế kia đó, thì là bạn ngã rồi.
lúc đó là cái bản ngã, và lúc đó nó trở thành ngã mạn, bởi vì cho rằng mình có quyền là làm được chuyện này, làm được chuyện khác. Thế còn á, là Đức Phật á, là ngài tùy duyên thôi. Đức Phật tùy duyên tới đó, thậm chí là ngài biết là khi ông Chunda đó là ông dâng cái đồ ăn mà có chất độc, mà ngài vẫn cứ dùng, bởi vì ngài biết rằng là cái đến cái lúc đó là ngài đi là ngài cứ dùng thôi. Bây giờ như giả sử như Đức Phật ngài sáng suốt, ngài biết rõ hết, thì ngài biết trong này có chất độc thì ngài không dùng, mình làm chủ được mình thì mình không dùng, nhưng mà ngài vẫn cứ dùng, tại vì ngài biết cái luật nhân quả nghiệp báo nó là như vậy, cái sự vận hành của pháp là như vậy, cho nên là ngài vẫn là vô ngã, hoàn toàn vô ngã, không cần phải làm chủ như vậy. Người ta vẫn có làm chủ được, nhưng mà cái làm chủ đó vẫn còn trong cái quỹ đạo của bản ngã. Con thưa thầy, con thấy rằng là cái thực tại của mình thì có là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì khi mà đã ở đạo đế mà sau đó thì mình sẽ không còn thì mình diệt đi tập đế và khổ đế rồi, thì thực tại nó không, con thấy đâu còn khổ nữa. Không, tức là nó không còn cái tập đế và khổ đế, chứ còn khổ lạc xả thì nó vẫn cứ còn. Bởi vì Đức Phật á là bị Đề Bà Đạt Đa lăn cái cục đá dập cái chân á, thì ông Chivaka ông đến hỏi là bạch Đức Thế Tôn, ngài có khó chịu không? Đức Phật nói rất là khó chịu. Rất là cái đau mà cái thời xưa đó thì chưa có thuốc giảm đau giảm đồ gì, thì lúc đó là ráng mà chịu thôi, Phật cũng chịu thôi. Lúc đó ngài chỉ đau chịu không nổi luôn á. Tức là ngài cũng dùng cái từ là đau chịu không nổi. Tức là cái chịu đây là cái chịu của thân á. Thế còn cái tâm thì không sao, cái tâm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái thân á thì nó vẫn nhức, vẫn đau, chẳng phải không có đau. Anh thầy, vậy thế thì cái cảm giác đó là cảm giác đau của trên vật lý, trên thân mình. Thế còn là về phần khi mình thích, khi mình ăn cái món ngon nào đó thì đó là lạc chứ đâu phải là khổ. Thì đó, chứ sao? Thì lạc đó. Nhưng mà bởi vì như thế này, tất cả cái lạc á, thầy đã nói rồi, nó có ba cái loại khổ. Sáng đây thầy nhắc lại ba cái loại khổ. Bởi vì thường thường mình á, mình phải thấy cho rõ ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất á, là cái khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên á, tức là bây giờ mình không ăn mà đói là nó khổ liền. Rồi á, mình ngày nào cũng tắm mà bây giờ cúp điện cúp nước là 2-3 ngày không tắm là mình thấy khổ liền. Đó. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai đó là cái khổ quả. Cái thứ hai là cái khổ quả. Cái khổ quả đó là cái do cái nghiệp của mình tạo ra mà bây giờ mình phải chịu cái khổ đó. Ví dụ như bây giờ cái anh đó anh giận người ta cho nên anh đánh người ta một cái, thì cái tay của anh bị trật cái khớp. Cho nên bây giờ mặc dù là có sửa lại rồi nhưng mà cái tay nó vẫn cứ nhức hoài. Thì cái nhức đó là do đánh người ta mà bây giờ nhức. Do này cái nhức này là cái khổ, cái quả. Cái quả khổ. Cái thứ ba đó là cái khổ này. Tức là cái khổ mà khổ tâm lý thôi. Chứ còn cái khổ đó nó không có. Nhưng mà nói là khổ tâm lý, trên thực tế nó vẫn làm cho mình là lên tăng sống. Phải không? Có thể làm cho lên tăng sống, có thể làm cho mình nhồi máu cơ tim, có thể làm cho mình thần kinh căng thẳng. Phải không? Tức là cái khổ mà tâm lý này đó, nó tác động lên trên cái này này, nó lại trở thành là cái khổ lạc xả trở lại. Đó. Thế nên nó phải có ba cái loại khổ. Thế khi mà mình chấm dứt cái khổ á, là chấm dứt cái khổ này. Khi chấm dứt cái khổ này á, thì cái khổ lạc xả của cái quả và cái khổ lạc xả của cái tự nhiên thì vẫn cứ còn. Nhưng mà bởi vì cái khâu này là khâu chính, một cái người mà đã không còn cái ta ảo tưởng để mà tạo ra cái ta ảo tưởng tham sân sinh để tạo ra cái khổ trên cái thực tại này rồi á,
thì người đó đã là thông dong tự tại rồi. Bây giờ có khổ cũng vậy, có chuyện gì cũng vậy, đối với họ không còn vấn đề nữa. Đó, cái chính là ở chỗ đó. Anh thưa thầy, vậy thì thế thì thực tại của mình thì phải thấy cho thầy phải có hai loại khổ, là chỉ con tạm thời con chia làm hai loại khổ, hay là khổ vật lý và khổ tâm lý, đúng không ạ? Ừ. Khổ vật lý thì là khổ lạc xả trên thân thân, còn để ưu hỷ xả là trên tâm lý. Thì cái đó thì khi mà mình có một cái thái độ đúng ở đạo đế thì không còn cái khổ đấy nữa. Thì lúc đấy thì chỉ cái thực tại của mình ấy chỉ còn là cái khổ là cái khổ về vật tâm lý, vật lý thôi, hoặc cái khổ về tâm lý thì sẽ không còn nữa. Ừ. À, thì thấy thế thì cái cách hiểu như vậy thì con nhầm tưởng là thực tại thì vẫn còn là khổ lạc xả trên khổ lạc này và là xả, có lạc và xả nữa, mà chỉ có nói mỗi khổ không thì thấy hơi thiếu. Không. Thì bởi vì á, bởi vì cái khổ lạc xả nó là vô thường. Cái khổ lạc xả nó là vô thường và là nó luôn á, là thầy nói đó, tức là trong tự nhiên á, cái lạc là nó sẽ đưa đến khổ. Không có cái lạc nào mà nó tồn tại lâu hết á. Tại sao mà mình nói là lạc là khổ? Là bởi vì xả cũng khổ, là bởi vì á, bởi vì á là mình đừng bám víu vào cái lạc. Bởi vì á, cái khổ cái lạc xả đó là ba cái đó nó gần như là nó nếu mình cứ để tự nhiên á thì nó sẽ tùy theo cái vật lý nó vận hành. Nó cứ để tự nhiên nó vận hành thôi. Nhưng mà tại sao mình nói khổ như vậy? Thực ra đó, một cái người mà đạt đạo thì họ lạc nhiều hơn khổ. Họ lạc nhiều hơn khổ chứ không phải là khổ. Nhưng mà vì họ vẫn biết là cái bản chất khổ, cho nên họ sẽ không cần phải tìm kiếm hay là giữ cái lạc. Đó. Còn mình á, mình sai lầm là mình cứ cố gắng giữ cái lạc, cho nên nó biến thành cái khổ, nó thành cái hoài khổ. Cho nên nó lại từ cái lạc nó lại biến thành cái khổ tâm lý. Còn cái người đó không biến thành khổ tâm lý là vì sao? Vì họ biết cái lạc đó nó không có gì tồn tại, cho nên không cần phải nắm bắt. Mà không tồn tại cho nên cái lạc nó sẽ biến thành khổ. Mà cái xả cũng vậy, xả rồi nó cũng biến thành khổ. Do đó đó, rút cuộc lại á, thì tất cả mọi cảm giác cuối cùng á là đưa đến khổ. Nhưng mà cái mà cái người mà đã thoát ra khỏi cái mà cái ta ảo tưởng của tham sân si đó, thì lúc đó cái khổ thân đó nó không quan trọng. Mà lúc đó đó, cái lạc của cái vị đó là gọi là paramang sukhang, tức là cái lạc mà nó vượt lên khỏi cái khổ lạc xả. Tức là đối với khổ lạc xả tâm vẫn an, gọi cho nên gọi là an lạc. An lạc chứ không phải là cực lạc. Vì cực lạc á, cực lạc sinh bi, tức là nó lạc quá rồi á, thì nó sẽ sinh khổ. Thế mà nó hết lạc nó sinh khổ. Còn ở đây á, là cái lạc của cái mà trên khổ, trên lạc, trên xả gì á, cái tâm của người đó vẫn an, cho nên gọi là an lạc. Thì cái đó là gọi là paramang sukhang, tức là cái lạc nó là cái lạc mà nó vượt lên trên, cái lạc nó vượt lên trên mọi cái biến cố của cái thực tại này. Thì cái lạc đó gọi là an lạc. Ai hỏi thì hỏi đi, tại vì tuần sau á là thầy còn ở bên Mã Lai, do đó mà nghỉ một tuần. Rồi tuần sau nữa chúng ta tiếp tục. Còn thưa thầy, có một cái nào mà nó nằm không là ngã mà không là vô ngã không thầy? Tại vì con đi một số chùa, con có thấy là con nghe một cái từ rất là hay là trơn ngã, mà lúc trước con thấy là nó hay hay, nhưng mà lúc này con thấy nó cũng hơi sao sao quá. Tại vì cái chữ trơn ngã, nếu mà nó đã là ngã thì nó là ngụy, thì không còn là trơn nữa, nhưng mà gọi là trơn ngã thì con cũng không biết là cái từ nó như thế nào. Cái từ đó đúng ra là nó phát xuất từ Bà La Môn. Bởi vì Bà La Môn thì họ cho rằng là cái ngã mà của mình đây là cái tiểu ngã, tức là cái tiểu ngã hay là cái dạ ngã. Còn là khi mà cái ngã này đó nó mới là
phát triển để nó trở về với cái đại ngã. À, tức là qua một cái quá trình tu tập tiến hóa rồi nó trở về với đại ngã đó, thì cái đại ngã đó là chân ngã. Bản ngã, cái ngã mà cái ngã mà vòng đồng mà sai lầm ảo tưởng rồi đó đó, thì cái đó là cái giả ngã. Còn cái ngã mà đang chân thật á thì là chân ngã. Thực ra đó là cái nguyên tắc là thế này: một khi đã có cái bản ngã thì dù cái bản ngã đó là cái gì á, ví dụ như cái bản ngã mà đến cao cao nhất là đến Niết Bàn rồi, nhưng mà Đức Phật Ngài nói là bởi vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên á Như Lai không có xem cái Niết Bàn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. À, cho nên á là tốt nhất là không có cái ngã gì cả. Nhưng mà bây giờ mình tạm thời là nói là chân ngã là thế này. Thí dụ như khi mình nói rằng là mình thấy ra chính mình, thì cái từ chính mình đó, cái từ chính mình đó là nó không có ai cả. Cái từ chính mình đó nó chỉ là danh sắc. Nhưng mà cái danh sắc này, cái từ chính mình là tại vì mỗi người đều có cái danh sắc đó. Cho nên á, khi mình nói ở trên mỗi cái pháp thì nói chính mình, tức là cái pháp danh sắc ở trên cái thực tại này, thành ra mình gọi là chính mình thôi. Đó. Thành ra nếu mình nói rằng là bây giờ nếu mà từ nơi cái thực tại thân tâm này mà nó phát ra cái ảo tưởng bản ngã, thì cái ảo tưởng bản ngã đó là giả ngã. Còn bây giờ buông cái giả ngã đó đi thì nó trở lại cái danh sắc này, đi đúng với là pháp, sống thuần pháp, thì đó là chân ngã. Thì nói vào đây cũng cứ được, không sao. nhưng mà đều mình hễ mình đã chấp chân ngã một cái là lúc đó là bắt đầu lại là chấp một cái thì nó lại kẹt nữa. Do đó thực ra đã là không có một cái ý niệm nào cả, thì lúc đó nó nói đúng hơn là như thế này, tức là lúc đó không còn có ngã hay vô ngã gì nữa. Tức là ngã không có mà vô ngã cũng không có, nói về thì đúng hơn. Tại vì lúc đã không còn ý niệm gì nữa thì có cái ý niệm vô ngã làm gì? Cái vô ngã là để mà nói lên, để mà phá đi cái chấp trước của cái bản ngã thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà đã buông ra hết trơn rồi ấy, thì đâu còn có ý niệm gì đâu nữa mà có bản ngã với vô ngã. Thì nói như vậy là đúng hơn là nói là không có cái giả ngã mà bây giờ có cái chân ngã. Mà thực ra là không có bản ngã mà không có vô ngã luôn. Thì đúng rồi. Thưa thầy, con đọc một cuốn sách không ghi là khi mà rơi vào thời gian ấy thì nó sẽ có bản ngã đúng không? Thì có cái câu đó thì thầy có thể giải thích được không? Thì trong suốt cái quá trình này học cái tiến tình tâm vừa rồi đấy, thì con phát hiện được cái điểm phát sinh của cái của bản ngã mà trước đây con chưa có thấy ra. Vậy là khi mà không có thời, khi mà rơi vào thời gian ấy thì sẽ phát sinh bản ngã như thế nào? Ví dụ như bây giờ là mình đang ở đây. Thí dụ đang ở đây thì nó là vô thường, cho nên nó sẽ di chuyển. Nó sẽ di chuyển. Thì cái sự di chuyển đó có thể đó là thời gian. Bởi vì đã có di chuyển tức là nó có thời gian. Ví dụ như khi mình nói là đây một sát na, đây một sát na, tức là đã có thời gian. Nhưng mà thời gian đó là cái thời gian tự nhiên. Còn cái mà thời gian mà của bản ngã đó là cái thời gian mà tạo ra bởi cái tâm lý. Cho nên thời gian đó gọi là thời gian tâm lý, chứ không phải là cái thời gian thực của cái 1 giờ đến 2 giờ. À, không phải giờ vậy. Cái này là cái thời gian tạm xem là thời gian vật lý đi, hay là cái thời gian của thế giới tự nhiên. Còn cái thời gian mà của tâm lý đó là khác. Thời gian của tâm lý là thế này: mình đang ở đây nhưng mà mình lại đặt một cái ý là mình sẽ đạt tới đây. Như vậy á là mình đã tạo ra một khoảng thời gian tâm lý. Thì cái thời gian tâm lý đó nó có hiệu ứng như thế nào? Hiệu ứng của thời gian tâm lý này là
không bao giờ tròn vẹn với cái bây giờ. Phải không? Bởi vì nếu mình đã nghĩ tới đằng này rồi á, thì không bao giờ mình tròn vẹn ở đây được cả. Mà tròn vẹn á, thì nó mới mất cái ý niệm thời gian. Còn mình đã khởi lên một cái ý muốn để trở thành. À, cho nên chỉ trở thành là trong Pali gọi là Phava. Cái này bữa nào thầy sẽ nói. Phava này là trở thành. Có trở thành, tức là có nhân, có quả, có thời gian. Đó, thì cái nhân quả nó đó là có thời gian. Cho nên á, người ta giải thích như thế này. Khi mình có một khởi lên một cái ý ở đây, mà mình khởi lên một cái ý thì tức gọi là hữu ý. Khi mình đã khởi lên một cái ý để mà tới đây thì phải vượt qua một chặng đường. Phải vượt qua một chặng đường. Cho nên đó, gọi là hữu tất. Tức là phải có một số điều kiện để đạt được tới đây. Gọi là hữu tất. Mà khi mà đã hữu tất á, thì hữu cố. Hữu cố tức là mình bị ràng buộc. Hữu cố tức là ràng buộc vào cái tiến trình này. Và tiến trình này là tiến trình thời gian. À, mình bị ràng buộc vào cái tiến trình này. Cái này chính là bản ngã. À, cho nên bản ngã chính là thời gian. Mà thời gian đây là thời gian tâm lý. À, phải không? Tôi thấy rõ không? Đó, khi mình khởi lên một cái ý, tức là đã có bản ngã đó. Bản ngã bắt đầu khởi lên đó. Nhưng mà cái bản ngã đó, nó phải là tuân theo một số điều kiện. Và vì vậy cho nên phải ràng buộc trong số điều kiện đó. Chứ còn á, bây giờ mình đứng đây mà buông ra không có gì nữa cả, thì không có gì để ràng buộc, thì là vô ý. Vô ý thì vô tất. Không có điều kiện gì để phải hình thành. Và vì vậy cho nên không có gì để ràng buộc. Cho nên không có ngã. Bây giờ mình đứng đây hoàn toàn buông xả, không có gì hết, thì không có ngã. À, ngay tại đây á, nếu mình không có khởi lên một cái ý đồ gì hết á, tức là không có ngã. Cho nên ông Krishnamurti ông mới nói là phải có tư tưởng thì có thời gian, và có thời gian tức là có sinh tử. À, thời gian tức là nhân quả, nhân quả tức là sinh tử, mà sinh tử tức là khổ đau. Cho nên á, Đức Phật á, là ngài nói là hệ có pha vá, tức là bên này ái này, ái thủ hữu, à, cái này là hữu này, mà hữu á, thì là phải là sinh tử. Cái đó là cái tiến trình của thập nhị nhân duyên á, mình sẽ nói tới. Cho nên á, cái tu á, là nó tức cười lắm. Nếu mình không hiểu những cái này á, thì mình cứ ngồi mình cố gắng mình tu. Khi mình khởi lên cái ý ngồi cố gắng tu, tức là đã hữu ý, đã tạo ra bản ngã, tạo ra thời gian và bị ràng buộc. Thực ra mình buông ngay tại đó rồi mình thấy thôi thì gọi là Vipassana. Buông ra ngay tại đây và mình chỉ thấy thôi. Bây giờ mình đi thì mình thấy mình đi, đang nói thì thấy là đang nói, tức là đang như thế nào thì mình thấy như vậy, thì là lúc đó là Vipassana. Mà không có hình thành bản ngã, không có hình thành tư tưởng thời gian, không có nhân quả đau khổ gì trong đó hết. Cái sở dĩ mà thầy phải nói nhiều là bởi vậy, để cho thấy ra được cái mấu chốt của vấn đề. Còn nếu không á, thì mình cứ là mình tu rất tinh tấn, nhưng mà thực ra cái tu tinh tấn đó chính là mình đang tạo ra cái hữu ý, tức là tạo ra cái bản ngã. À, rồi mình bị cái điều kiện chi phối, rồi mình bị ràng buộc ở trong đó, và chắc chắn là đưa đến sầu bi khổ ưu não. À, nó rất rõ ràng. Thì khi mà thấy rõ vấn đề rồi á, có thể là giải quyết ngay tại đó luôn, tức là không còn thêm bước gì nữa cả. Bây giờ ngay đó là cứ sống như vậy mà cái tánh biết nó lẳng lặng soi chiếu vậy thôi, không còn gì nữa cả. Còn á, là nếu mình không biết á, thì mình cứ hành. Có nhiều người á, hành cái pháp này
xong rồi chuyển qua cái hành pháp, phương pháp khác, chuyển qua phương pháp nọ, rồi có người nói rằng là bây giờ là có hai cái khóa thiền, một bên niệm thân, bên niệm thọ mà tổ chức cùng một lúc, bây giờ không biết là theo cái nào, bởi vì cái nào hay hết rồi, không biết cái nào, mà thực ra đâu cần, bởi vì nếu mà mình biết thì ngay nơi đây, thân thọ tâm pháp gì cũng nằm đây hết, đâu cần phải là theo cái niệm thọ hay niệm thân gì, vì niệm thọ niệm thân là đây thôi, chứ đâu phải ở đâu, cho nên đâu cần. Thì nếu như mình mà hiểu rõ được nguyên lý thì mình sẽ không bị chạy theo cái tiến trình này. Đó. Nhưng mà nếu mình chạy theo một cái tiến trình, một cái phương pháp thì nó sẽ rơi vào cái tiến trình thời gian. Bởi vì có ai mà hành khóa thiền mà thấy là không có thời gian để đạt được đâu. Tức là toàn tạo ra thời gian không. Nhưng mà chính tạo ra cái thời gian tâm lý này mới phiền phức, mới phiền não khổ đau. Thôi bây giờ mình nghỉ. Dạ, thưa sư, ban nãy sư nói là khi mà mình ngồi thiền đó, mà mình có một cái điểm tựa, tức là cái hơi thở của mình mà mình theo nó đó, thì cái điểm tựa đó nó vẫn là bám, và gặp một người như con mà con không biết thiền, con không ngồi được, thì con có thể bám vào cái lời dạy của sư, thay vì con ngồi thiền mà con đau hoặc là con không có bám vào cái hơi thở của con được đó, thì con có vẫn sống và con trôi theo cái pháp hiện tiền. Tại vì nếu sư nói là cái hiện tại nó không bao giờ mà nó ngừng lại đó, mà nếu mà con sống mà con cứ trôi theo pháp như vậy thì con có đi đúng đường không ạ? Bây giờ mình phải định nghĩa cho rõ thế nào là trôi. Có một lần thì có một người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là cái dòng sống đó, cái đời sống của tất cả chúng sanh đó, là như là một cái dòng nước chảy xiết, gọi là bọc lưu, như là một cái thác độ hoặc là những một cái dòng sông mà chảy xiết đó, gọi là bọc lưu. Thì cái bọc lưu đó là để nói lên cái tính chất của sự sống đó, của sống của muôn loài đó. À, thì gọi là cái bọc lưu. Thế thì làm thế nào mà là ngài thoát khỏi được bọc lưu? Thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Hay là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới. Không bước tới là sao? Không bước tới, không bước tới tức là thế này: khi mà bây giờ mình ở đây, nhưng mà mình làm tất cả mọi cái để mong muốn ở tương lai. Mình đi thì cũng muốn là tới, hay là mình ăn thì là mình muốn được mình khỏe hay là cái gì đó. Tức là luôn luôn là mình không tròn vẹn. Ví dụ như mình ăn mình không thực sự là tròn vẹn với cái ăn, không thưởng thức thực sự cái ăn, mà mình lại là ăn là mình cứ nghĩ rằng là ăn là để mà tương lai mình thế này thế kia. Hay là bây giờ mình không có được một giây phút nào mà hạnh phúc cả, bởi vì lúc đó là mình đang cố gắng để mà đạt được ngày mai hạnh phúc. Tức là mình làm hết mình để mình cố gắng để làm sao mà ngày mai, ngày mốt hay là một tương lai nào đó mình sẽ được hạnh phúc. Thì là hiện bây giờ là mình không có hạnh phúc, bởi vì nếu có hạnh phúc thì mình nói tương lai làm chi, phải không? Nhưng mà mình là nói tương lai mình sẽ có hạnh phúc, tương lai mình sẽ đắc thành Phật, tương lai mình sẽ là đạt đến Niết Bàn, cho dù là cái mục đích mà tương lai đó là mục đích gì, thì cũng có nghĩa là mình đang đánh mất hoàn toàn cái thực nơi hiện tại.
Cho nên á, ví dụ mình nói ngồi thiền để ngày mai mình đắc cái này, hay là mình làm bất kỳ cái chuyện gì cũng biết nữa, cái chuyện gì cũng cần biết, nhưng mà toàn là mình cứ vẽ ra, mình hy sinh cái hiện tại này đi để mà vẽ ra một cái tương lai, thì như vậy gọi là bước tới. Còn bây giờ cái này là chìm đắm, chứ không phải là thuần pháp, mà là chìm đắm. Thí dụ bây giờ mình hoàn toàn là chìm vào hiện tại, mình hoàn toàn chìm vào hiện tại, tức là mình sống, mình chỉ buông ra, rồi mình buông đây là buông thả, chứ không phải là buông xả. Buông xả là buông xả cái ngã, còn buông thả đó là cái ngã buông thả. À, có thấy là hai cái đó khác nhau không? Cái ngã buông thả để nó tới đâu thì tới, thì cái đó là đắm chìm. À, nhưng mà buông xả đó thì là chính là buông xả cái ngã đó, buông xả cả cái ngã mà đi tới, buông xả cả cái ngã lập trình đi tới, mà buông xả cả cái ngã mà đang nắm bắt, đang đắm chìm trong hiện tại hay là quá khứ. À, thì không dừng lại ở đấy đó, tức là không có đắm chìm trong hiện tại và quá khứ, và không bước tới đó, tức là không đắm chìm ở tương lai. Mà khi một cái người á, mà cái tâm cái bản không còn cái bản ngã để mà đắm chìm trong hiện tại, trong quá khứ, trong tương lai đó, thì lúc đó cái tâm nó đã là hoàn toàn rộng lặng, trong sáng và sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi. Thì khi mà cái tâm mà nó đã sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi đó, thì nó sẽ thực sự, tại sao mà lúc đó gọi là an lạc, bởi vì lúc ăn lúc đó mình mới thực sự là thưởng thức cái ăn, lúc mình đi mình mới là mỗi bước chân là an lạc. Mỗi bước chân là an lạc là tại vì không còn cái gì để mà bám víu, để mà mong cầu. Chứ không phải là mình cố gắng để mà làm cho cái bước chân an lạc đó, thì nó lại đắm chìm trong hiện tại. Có nhiều cái pháp tu là cố gắng làm sao mà để cho mình trọn vẹn với cái hiện tại để mà cho được an lạc đó, thì là lại là trật. Tại vì như vậy nó lại bị đắm chìm trong hiện tại. Mình chỉ biết hiện tại làm sao mà để cho nó an lạc cái thôi, thì như vậy là cũng phải. Mà tại vì mình không còn bám víu vào đâu nữa, cho nên mình chỉ còn trọn vẹn với hiện tại. Mà hiện tại thì nó trôi chảy. À, cho nên nó có một ví dụ khác mà Đức Phật ngài ví dụ là thế này. Có một lúc đó Đức Phật và các chư tăng đi ngang qua một cái dòng sông. Thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, như chúng con mà tu hành như thế này đó, thì khi nào là đạt được Niết Bàn? Thì lúc đó đó, trên cái dòng sông nó có một cái củi, một cái khúc gỗ, nó đang trôi trên dòng sông đó. Thì Đức Phật ngài nói như thế này, ngài chỉ cái khúc gỗ đó, ngài nói nếu cái khúc gỗ này mà nó không bị tấp vào bờ bên này hay là tấp vào bờ bên kia, không bị đắm chìm mắc kẹt ở dưới đáy nước á, hay là không bị ai vớt đi, hoặc là không từ nó bị mục nát, thì cứ thế là nó sẽ ra biển cả. Cái câu chuyện này thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời, nó cứ vậy thì nó sẽ ra biển cả thôi. Không phải là cái ra biển cả, nó không phải là cái cố gắng của nó đâu. À, không phải là cái cố gắng của nó. Cho nên á, ở đây đó, nếu như một người mà cố gắng tu để mà đến Niết Bàn đó, khi mình cố gắng tu đến Niết Bàn đó, thì gọi là bị vớt đi. Tức là một cái người mà cố gắng để tu để đạt Niết Bàn, hay là để mà đạt cái gì đó, để đạt thiền, đạt định, đạt cái gì cũng biết, mà muốn đạt cái gì đó đó, thì chính là gọi là bị vớt đi. Vớt đi tức là nó không còn thực với cái mà mình đang trôi chạy với cái hiện tại nữa, mà mình đã bay bổng đi chỗ khác rồi. Cho nên cái đó, cái mà nói là cái không bị vớt đi đó, thì anh này là dù là ngày đêm anh nghĩ đến Niết Bàn thì anh cũng đã bị vớt đi rồi. Không phải là ngày đêm là nghĩ đến Niết Bàn, mà là sáng suốt hoàn toàn trong cái hiện tại. Còn mắc kẹt chính là bởi vì lúc đó là
giống như mình đó. Bây giờ mình sống buông thả, chỉ biết ăn biết ngủ, mình chỉ biết là hưởng thụ, là mình chỉ làm sao mà cho nó qua ngày đoạn tháng, sống sao mà cho nó như vậy thôi đó. Thì đôi lúc đó, nó lại rơi vào một cái tình trạng mà lầm lạc, tức là họ hiểu lầm cái mà sống trong hiện tại, thành ra một chủ nghĩa hiện sinh. Cái chủ nghĩa hiện sinh đó cũng chính là đắm chìm trong hiện tại. Còn bây giờ một người chẳng biết gì hết, bây giờ cứ sống bừa bãi, hễ mà ai mà tranh giành với mình là cứ đập cho nó chết đi rồi cứ là sống không còn có một chút gì là đạo đức gì cả, không biết mình biết người gì cả, sống bừa bãi đủ thứ, thì người đó là mục nát từ bên trong. Như vậy á thì là khi mà mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mình không bị rơi vào bờ bên này hay là rơi vào bờ bên kia. Rơi vào bờ bên kia là tham cái này hay là sân với cái kia. Còn bây giờ mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ từng giây phút là đã an lạc rồi. Thật ra cái câu chuyện mà nói là cứ như vậy rồi nó sẽ đi đến Niết Bàn, đó là tại vì nói như vậy để cho nó dễ hiểu thôi. Lấy sẵn cái hình ảnh đó nói để cho dễ hiểu thôi. Nhưng mà trong cái hình ảnh này cũng giúp cho mình thấy rằng là mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái sự sống nó sẽ từ nó là diễn biến. Cho nên bên đạo Thiên Chúa có một câu nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Cái câu này là có nghĩa thế này: mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, còn pháp vận hành như thế nào, đến Niết Bàn hay là đến đau khổ gì cũng cần thiết, đến đau khổ cũng được nữa. Nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà nó tới đau khổ thì cũng tốt thôi. Cho nên ở bên Nhật Bản có một cái vị theo phái chân tông, tức là phái Tịnh Độ Tông mà qua Nhật Bản thì nó biến thành phái chân tông của một cái ngài mà tổ là Pháp Nhiên. Thế thì sau cái người mà tổ thứ nhì đó là Thân Loan, có một người đến hỏi Thân Loan như thế này: ngài cứ nói con niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngài có niệm như vậy có bảo đảm là có được lên Tây Phương hay không? Thì vì đó nói như thế này nè: bây giờ tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nếu nó có xuống đọa xuống địa ngục tôi vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái người đó là cái người mà nói trả lời như vậy á, chứng tỏ rằng á là bây giờ cái chuyện mà nó sẽ đi tới đâu không quan trọng, mà chuyện là hiện nay mình có thực sự trọn vẹn với chính mình hay không. Nếu như mình thực sự mà nhất cú di đà mà vô biệt niệm, tức là không còn có một cái niệm nào khác xen vào, tức là lúc đó mình trọn vẹn, thì lúc đó chính là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Lúc đó mình đang trở lại với cái tại đây và bây giờ. Nếu như vậy á thì niệm Phật như vậy là rất đúng. Cho nên á cái pháp niệm Phật á vẫn là một cái pháp để hỗ trợ cho cái mà sống trọn vẹn với thực tại. Có bốn cái pháp để giúp cho mình là nếu như một cái người mà chưa có hoàn toàn mà có thể sống sáng suốt định tĩnh trong lành để trọn vẹn với thực tại á, thì có bốn cái pháp để mà giúp cho mình hỗ trợ để giúp cho mình trở lại với hiện tại. Một là niệm Phật. Niệm Phật pháp tăng gì cũng được. Nếu như cái tâm á mà vọng động nhiều quá, đụng cái gì cũng sợ, đụng cái gì cũng lo, thì cái người đó mà nói là bây giờ phải sáng suốt định tĩnh trong lành trong hiện tại thì cái đó là hơi khó phải không? Cái người bây giờ cái đụng cái gì cũng sợ, đụng cái gì cũng lo, đụng cái gì cũng buồn phiền tức giận, thì làm sao mà có thể trọn vẹn với thực tại được, phải không? Cho nên á là cái người đó là nên niệm Phật.
cái pháp bổ túc đó là rất hay, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm gì đó, cái này. Thứ hai là cái người mà hay sân quá. Cái người sân á, thực ra là cái người sân á, là nó không phải chỉ có sân không thôi đâu. Người sân á là tham nhiều. Người sân á là do tham nhiều. Chẳng phải là nói tôi tham, tôi cũng tham, nhưng mà tôi chỉ sân thôi, không phải đâu. Tại vì hay sân cho nên tưởng mình sân thôi. Chắc thực ra vì tham mà sân. Chẳng phải là nói là tôi chỉ có sân chứ tôi không tham là không có. À, bởi vì ví dụ như thế này, mình muốn yên tĩnh, tức là mình tham cái yên tĩnh, cho nên ồn ào làm mình sân, phải không? Mình muốn là người ta khen mình muốn mình là danh tiếng, luôn luôn danh tiếng chứ đừng có ai chê mình hết trơn á, cho nên ai chê cái mình giận, tức là vì tham mà sân chứ con làm gì. Mà mình muốn ăn ngon cho nên mới dọn lên ăn dở cái mình sân. Thì cái sân là hoàn toàn là bởi vì do tham không được, cho nên là nó bị sân cái tham. Thì lúc đó bây giờ mình phải niệm tâm từ. Tâm từ là tức là cảm thông, là thương yêu tất cả mọi thứ. Đó. Nhưng mà tâm từ là gì? Tâm từ đơn giản là thế này này. Cái gì mình ghét á, thì mình nghĩ tốt về nó dùng. Mình ghét người nào á, thì mình cứ nghĩ tốt với người đó dùng. Thực ra người nào cũng có hai mặt hết trơn á. Cái bề đây mà nó cũng có cái mặt đẹp như vậy đó, mà nó còn có cái mặt trái. Cho nên á, là mình ghét á, là tại vì mình thấy cái mặt trái, cho nên mình ghét. Tâm sân là bởi vì do mình không thấy được cái mặt tốt của người ta, chỉ thấy cái mặt xấu thôi. Người ta nấu ăn là bữa nào nấu ăn cũng ngon hết trơn, thì mình nói vậy hết trơn. Bữa đó cái nấu hơi mặn cái là mình nói liền, mình tức liền. Phải không? Mà người ta nấu cực khổ đó, mà bữa nay người ta lỡ người ta bỏ muối vô một chút xíu, nó hơi mặn chút xíu là mình nổi giận liền. Cái đó là cái giận đó là do mình á, do mình thiếu cái tâm từ, thiếu cái sự cảm thông, thiếu cái mặt, thấy cái mặt tốt của người ta. Hay là cho dù cái người đó nó xấu tới 90% đi nữa đó, thì mình vẫn là nghĩ cái tốt được. Nói người này là do bởi điều kiện họ sinh ra trong cái môi trường như vậy, họ chưa biết đạo, họ thế này thế kia gì đó, cho nên họ đau khổ. Mà họ mà làm như vậy á, thì họ sẽ rất là đau khổ. Nếu mà họ mà tài tình danh lời quá như vậy thì thế nào họ cũng đau khổ. Thế nên mình cũng vẫn cứ thương được à. Dù cho cái người đó cách nào mà mình, nếu mình nghĩ cái hướng tốt thì mình vẫn thương được à. Phải không? Cho nên á, là tâm tư á, đơn giản á, cái cách đơn giản nhất á, là cái gì mình ghét á, cái gì mình không thích á, thì mình phải thấy ra cái mặt tốt của nó. Niệm bất tịnh, cái tâm tự thì sân, mà còn cái người tham á, cái người tham á là thấy cái gì cũng tốt hết, thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, mà không thấy được cái mặt xấu bên trong, không thấy. Mình thích cái gì cái á, là mình chỉ thấy cái mặt đó thôi. Thí dụ như bây giờ mình thấy đi lên Đà Lạt thấy cái bông hồng xong nó nở đẹp quá cái á, thì họ bán mấy cái gốc hồng cái là mình mua liền. Nhưng mà khi mua cái gốc hồng về mà trồng á, mới là thấy là nó rất là phiền phức chứ nó không phải đơn giản. Đâu phải là chỉ có cái lúc mà nó nở ra đẹp đó là mình cho là đẹp đâu, nó không phải đơn giản. Thành ra đó, Đức Phật ngài nói thế nào là chánh biến tri, samma sambuddho tức là chánh biến tri á, thế nào là chánh biến tri? Chánh biến tri tức là thấy một pháp sinh diệt, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại, thì lúc đó đó mới là thoát ly được cái pháp này. Nếu mình thấy sinh mà mình không thấy diệt, cho nên á, ai cũng muốn là luôn luôn là cứ muốn là đời đời kiếp kiếp, ví dụ như là lấy nhau thì cũng là sống với nhau đời đời kiếp kiếp là trăm năm hạnh phúc, hoặc là bất kỳ cái chế độ nào lên, dù cái chế độ nó tồn tại được có mấy năm, mà có nhiều chế độ lên cái tồn tại có mấy năm mà vẫn cứ muôn năm như thường. Đó, ví dụ như là
thời kỳ Ngô Đình Diệm hay là thời kỳ Bảo Đại hay là thời kỳ gì đó. Có cái thời kỳ nào mà không nói muôn năm đâu có. Nhưng mà nó cũng chạy ra chỉ năm, 10 năm, 20 năm nó cùng ấy, nhưng mà vẫn cứ muôn năm. Đó. Cho nên á là mình chỉ thấy mặt sinh mà không, mình không thấy cái mặt diệt. Mình chỉ thấy cái mặt đẹp mà không thấy cái mặt xấu. Sở dĩ mà cái anh chàng đó mà nhất định là phải lấy cho được cái cô đó, chứ không lấy được là cha mẹ hay là bất kỳ ai cạn ngang cạn cũng được hết. Nhất định là phải lấy cho được cô đó. Bởi vì chỉ thấy cái mặt đẹp của cô đó thôi. Thấy cái mặt tốt, mặt đẹp của cô đó thôi. Đến khi lấy về rồi á, mới có mấy năm á là đòi ly dị. Là tại sao đó? Bây giờ á là thấy cái mặt xấu. Đó. Cho nên á, cái bên cái tâm từ đó thì phải thấy ra cái mặt tốt của người ta. Ngược lại bên cái bất tình á thì phải thấy ra cái mặt xấu. Thì khi đó mình mới không tham đắm vào. Thấy ra cái mặt xấu, thấy ra cái mặt nguy hại, thấy ra cái mặt nguy hiểm, thì khi đó mình mới là không có tham đắm vào. Đó, thành ra là trừ tâm sân á thì phải là tâm từ, và từ trừ cái tâm tham á là phải thấy bất tình, thấy nguy hiểm. Thấy vàng là thích rồi đó, nhưng mà là đem về vàng để trong nhà là bắt đầu lo sợ đủ thứ. Rồi tính toán đủ thứ, cho nên nó thực ra nó đau khổ quá chừng, chứ không phải là nó hạnh phúc không. Đó là chị thấy cục vàng là tưởng là hạnh phúc rồi đó, nhưng có cục vàng nó không hạnh phúc chút nào, nó đau khổ. Cái thứ tư đó là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ còn sống lâu, mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hành thiền thêm 3-4 tháng nữa thì mình sẽ đắc được cái này cái kia. Mình sẽ cố gắng là kiếp này là mình sẽ cố gắng thế nào để mà đắc được niết bàn. Tất cả những người đó nói như vậy không bằng là người đó niệm sự chết dùng. Cứ niệm sự chết rồi nói bây giờ tôi có thể là bây giờ tôi chết ngay bây giờ này. Nói vậy đó. Bây giờ tôi đứng đây cho nhiều khi nó tắt thở anh chết mất, hoặc là biết đâu nó có một viên đạn bay qua cái xương cái chết rồi, không biết đâu được. Cho nên á, thí dụ như người ta ngồi trên máy bay á thì người ta nguyện là cố gắng cầu cho sao mà mình ngồi trong máy bay cho nó yên. Nhưng mà cái cơ hội đó là cơ hội niệm sự chết tốt nhất. Đó là máy bay mình ngồi đây chứ không biết nó bay nó rớt hồi nào nên mình chết ngay. Nó vậy nó khỏe hơn. Mình chuẩn bị chết như vậy á thì lúc đó mình cũng còn có những cái mà tham vọng, những cái mà ước vọng gì mà làm lôi mình ra khỏi cái thực tại. Cho nên niệm sự chết, cái người nào mà có niệm sự chết á là người đó rất khỏe. Sống lúc nào cũng tự tại hết á. Thầy là hồi xưa là thầy cũng nhờ niệm sự chết. Có một thời gian là thầy cứ nằm dài ra là thấy mình đang ngồi mình đang chết. Đó là chết, nó là chết giả. Còn mấy lần gặp cái chết thiệt nữa, tức là mình vào một cái tình trạng mà nó chết thiệt, tức là khi đó mình mới là mình trải nghiệm qua những cái đó, mình mới bắt đầu thấy rằng là cái sự sống chết là cái chuyện không thể nào mình tính toán được. Do đó đó, đừng có đặt nhiều quá. Tất nhiên là ví dụ giờ thầy làm cái tháp thì nó cũng phải là mấy năm nó mới làm xong, phải có. Nhưng mà cái người niệm sự chết á thì là làm tới ngang đó thì ngang đó, mà làm xong rồi xong, mà không xong thì thôi. Cho nó vẫn không sao hết á. Cho nên hồi xưa ấy mà thầy mới về cái chùa này này, thầy mới làm cái cốc nhỏ nhỏ ở dưới kia, làm xong cái bệnh đường ruột 10 năm. Phải ra là mình làm mình lo lắng quá, mình lo lắng đủ thứ, rồi mình thấy người ta làm không vừa ý của mình, rồi mình dần rồi mình làm đủ thứ, cho nên á con người mình nó sinh bệnh hết trơn. Bệnh là do tâm mà ra, cái ảnh hưởng cái từ cái tâm của mình đó. Lo lắng thì bệnh gì, sợ hãi thì bệnh gì, tham lam thì bệnh gì, sân hận thì bệnh gì, là nó có liên hệ tới cái thân mình hết trơn. Thế mà bây giờ làm cái tháp to như vậy á, mà nhiều khi là đối diện với những vấn đề rất khó khăn, mà tối ngủ vẫn cứ ngủ không sao hết trơn. Mà nó có chết là nửa đêm ngủ nó chết rồi thôi, chứ chuyện đó chuyện cũng mình làm mình thì hết lòng, nhưng mà nó không thì thôi chứ đâu có sao đâu.
Thì khi mình làm mình đã hết lòng rồi thì được hay không được là chuyện đó không phải là chuyện của mình. Cái chuyện đó là chuyện con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Cái chuyện đó thì là con cứ sống thuần pháp, con á là mọi chuyện để pháp lo. Nói theo ngôn ngữ đạo Phật á nó là vậy đó. Thành ra những cái này là những cái bổ túc thêm để giúp cho mình đừng có bị lệ thuộc vào quá vào thời gian, vào chương trình kế hoạch, vào cái này cái kia, để mà thực ra nó chỉ là cái ảo tượng của bản ngã thôi. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Dạ thưa thầy, cho con hỏi. Một người sống luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, như vậy thì cái người đó có cần phải chẳng hạn như học thêm những cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống hay không thưa thầy? Đó, kinh nghiệm nữa. Dạ. Thật ra khi mình muốn kinh nghiệm á, tức là mình đã lập trình để trở thành. Nhưng mà khi mình sống á, bởi vì cái quan trọng là khi mình sống để mình thấy ra được cái bản chất của cái đời sống là cái chính. Thấy ra được cái nguyên lý của sự vận hành của cuộc đời sống là cái chính. Bởi vì khi mình thấy ra tất cả những cái đó đó, thì cái người đó đó, cái đó là tùy duyên. Ví dụ bây giờ tùy duyên là thế này, hai cái trường này khác nhau này. Thầy hồi xưa là thầy đi học anh văn, đi học anh văn là tính là sau này là đi xuất ngoại. Đi xuất ngoại rồi mình sẽ, sau khi mình học đầu tiến sĩ rồi gì đó, mình về mình sẽ là làm cái này cái kia gì đó. Tức là hồi mà thầy mới vô tu đó, một cái chương trình kế hoạch rất là ghê gớm. Nhưng mà là thầy có hai anh em, một người anh là tu trước rồi thầy mới là tu sau, thì mới để người anh là đi đi xuất ngoại đi học trước, đến khi cái người anh mà đầu chiến sĩ rồi mà đi về là thầy sẽ đi đó, cái chương trình là như vậy này. Nhưng mà khi mà người anh đầu rồi một cái thì cũng vừa là giải phóng, cho nên là người anh thì không về nữa, còn thầy thì cũng không đi được. Lúc đó là lúc đầu giải phóng là khó mà đi xuất ngoại du học cái đồ này kia khó lắm, mãi đến lâu sau mới là đi xuất ngoại rồi lại được. Thế thì cái chương trình kế hoạch đó nó không đi tới đâu, và anh văn mình học qua trời tốn tiền tốn bạc rồi bây giờ cũng không dùng gì bao nhiêu cả, quên hết trơn. Đại khái là như vậy nè. Nhưng mà bây giờ giả sử như thầy đi qua bên Anh ở, vì cái lý do gì thầy qua bên Anh ở? Đương nhiên thầy phải học tiếng Anh, chứ không học tiếng Anh là sao nói chuyện với người ta, phải không? Chính cái đó gọi là tùy duyên thuần pháp, không phải là mình không có học thêm. Bây giờ tự nhiên trong nhà mình ở trong cái nhà mà mọi người đều đi làm cả, còn mình ở nhà, thì bây giờ mình phải học cách nấu ăn, để mà nấu ăn cho người ta, cho những người anh em hay là những người khác về mà ăn nhá. Mà đã học nấu thì học cho kỹ lượng mà nấu cho ngon nhé, phải không? Cho nên không phải là không có học thêm, không phải là không có không phải là sáng suốt định tĩnh trong lành là không có làm gì cả. Nhưng mà sáng suốt định tĩnh là khi mình học nấu ăn thì mình sẽ học nấu ăn tốt nhất. Bây giờ cần lái xe thì mình học lái xe, thì khi đó mình sẽ học lái xe tốt hơn người ta. Bởi vì một người mà thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh đông lành thì sẽ học lái xe mau hơn hết. Hồi đó đó thầy mở một cái lớp dạy dịch lý, thì trong cái lớp dạy dịch lý đó có một cái anh đó là anh đó là võ sư Thái Cực Quyền. Thì trong cái lúc mà thầy mà dạng dịch lý đó, thầy mới lấy cái Thái Cực Quyền á để mà thầy là chứng minh. Thì cái ông mà thầy mà Thái Cực Quyền đó, ông nó cũng nghiên cứu nhưng mà ông không thông suốt được về cái dịch lý.
mà trong thái cực quyền mà thông suốt dịch lý thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên khi mà ông nghe thầy dạy thì ông rất là thích và nghe ông cảm ơn thầy. Và khi mà thầy ví dụ về thái cực quyền á thì ông tưởng đâu là thầy thái cực quyền rất giỏi. Cho nên á ông mới nói là thầy ví dụ những cái con tâm đắc quá đi, chắc là thầy thái cực quyền giỏi lắm. Rồi ông biết thầy thầy nghiên cứu trên cái lý nói vậy thôi, chứ còn thầy thực tế thái cực quyền thì thầy chưa bao giờ tập thái cực quyền hết á. Thầy nói vậy thì để con hướng dẫn thầy thái cực quyền, thầy có được không? Tôi nói vậy tốt, các anh tới hướng dẫn cho thầy. Anh tới hướng dẫn với thầy là anh rất ngạc nhiên, bởi vì anh chỉ hướng dẫn cho thầy trong một thời gian rất ngắn là thầy tập cái thái cực quyền đó là rất chuẩn. Đơn giản á là tại vì mình biết thần trọng chú tâm quan sát, tức là khi ông đưa cái tay ra như thế nào, cái chân đưa ra như thế nào thì lúc đó là mình đều là quan sát hết. Thế có người khác tại sao mà họ lại là tập thái cực quyền mà lâu? Nó tại vì cứ chăm chăm nhìn cái tay mà không biết cái chân nằm đâu. Cho nên khi mà đưa cái tay ra, cố gắng đưa cái tay thì cái chân không làm được. Nhưng mà cái trong thái cực quyền á là tất cả những cái hoạt động của cái thân của mình á là nó phải đồng bộ với nhau. Tức là hệ cái tay rồi cái ruồng xuống rồi đưa cái chân ra là đều nó phải cùng một lượt. Cho nên nó không có phải là nó không phải là cái này đưa cái này rồi đưa cái chân sau, là không phải như vậy, mà nó cùng một lượt. À thế thì á mình nó là nhờ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, nhờ cái thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên bây giờ chỉ cần nhìn ông một lần thôi là mình làm được ngay. Trong khi thì ông nói rằng là ông hướng dẫn cho người khác á là cứ bẻ cái tay lại vậy rồi bẻ đưa cái chân ra thêm thì cứ làm hoài thế mà không được. Ông chỉ cần nói là mình biết rồi. Thế thì á cái sáng suốt định tĩnh trong lành á chính là giúp mình làm, mình hoạt động rất nhiều việc. À, mà cái việc làm của mình nó sẽ không phải là vì kỹ. Cho nên thầy mới nói là cái pháp mà thầy nói đó là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. À, nếu mà mình tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó thì cái việc làm càng nhiều càng tốt, chứ không phải là không làm. Học càng nhiều càng tốt, làm càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mình vẫn thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã, mình thấy ra được tất cả mọi cái bản chất của cuộc sống. Cho nên khi mình làm như vậy, mình làm tất cả mọi cái mà mình không bị vướng kẹt trong đó. Đó thì cái người mà giải thoát tự do tự tại là ở cái chỗ đó, ở cái chỗ là làm tất cả mọi việc chứ không phải là không làm. Chỉ có cái thần trọng chú tâm quan sát của mình thôi là mình có thể thực hiện được tất cả mọi chuyện. Kỳ lạ đó. Chứ không có nghĩa là mình chỉ là nói hiện tại đây và bây giờ xong rồi mình cứ đứng đây yên chỗ. Không phải như vậy đâu. À, ai hỏi gì nữa? À, thưa thầy, con nghe nói Phật là có được 6 phép thần thông, thì nhờ cái đó là nhờ Phật có cái bẩm sinh, một cái thiên phú, cái tài năng bẩm sinh, hay là ai tu theo phương pháp của Phật thì cũng đạt được cái điều đó? Trong cái bản chất á thì thực ra là tất cả mọi cái đó nó đều đã có sẵn hết. Nhưng mà ví dụ như bây giờ thế này, chân anh nó có sẵn, nhưng mình không có dùng gì tới chân anh cả thôi, mình đâu có đem sử dụng nó làm gì. Nhưng mà khi mình có cái nhân duyên mà nó cần tới chân anh thì tự nhiên là mình học được liền. Kỹ sư là họ học kinh nghiệm của những người khác, nhưng mà cái lúc đầu mà chưa có cái kỹ sư đó thì ai dạy những cái đó? Những người đó là những người mà do họ trải nghiệm
họ biết sáng suốt định tĩnh trong lành, họ biết thần đồng chú tâm quan sát, cho nên họ mới là thấy ra những cái điều đó, họ mới dạy. Cũng như Đức Phật á, Đức Phật ngài chính Đức Phật là ngài mày mò, ngài trải nghiệm rồi mới ngài mới thấy ra tất cả những cái đó rồi ngài dạy. Nhưng mà có cái điều thế này, Đức Phật ngài nói là tất cả các pháp á, nó dù Đức Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn vậy. Có nghĩa là tất cả những cái đó nó có sẵn hết, mà mình cần cái đó thì nó sẽ ra, mà không cần cái đó thì thôi. Với lại là có những cái nó là tự nhiên. Thí dụ như bây giờ thế này, anh ở giữa cuộc đời này, anh cần luyện thần thông gì hết trơn á, mà anh làm phước rồi tâm anh hoan hỷ với mọi người, thì khi anh chết cái thân này đi á, thì với cái tâm hồn của anh á, nó sẽ sinh lên, giả sử như sẽ sinh lên cái cõi trời là Đâu Suất đi, thì lên đó là anh sẽ trở thành một vị chư thiên mà có thần thông bay đủ thứ hết trơn, mà anh giữa này không có cái luyện gì cả, không cần luyện. Hễ cái nghiệp của anh, cái nhân duyên của anh nó sinh làm con chim thì tự nhiên nó bay. Cái đó là thiệt. Cho nên á là tất cả những cái đó đó đúng là nó đã có sẵn hết, mà bây giờ mình không cần tìm cầu, bởi vì mình cứ là trong cái mà duyên nghiệp của mình đấy thôi, mình cứ trong cái duyên nghiệp đó mình cứ học ra cái duyên nghiệp đó thôi, chứ không cần thêm, thì nó vẫn cứ là như nó cái khúc gỗ đó thì nó vẫn cứ tới niết bàn mà. Cho nên đó, nó sẽ có hết. Có nhiều người thì nói rằng là nếu mà mình tu như thế này tu như thế kia thì mình sẽ được cái này hay là sẽ được cái nọ. Câu thầy cũng nghĩ như vậy. Chính ngài Huệ Năng ngài thấy ra điều đó, ngài nói rằng là hà kỳ từ tánh bộ từ cụ túc, trong mình là vốn nó sẵn có hết trơn á, nhưng mà mình không cần dùng thôi, chứ khi nào mình cần thì nó sẽ có. Cho nên nó sẽ tùy duyên thuần pháp. Nhưng mà nếu như khi mà mình mà đem cái bản ngã ra tham cầu muốn được thần thông, thì lúc đó cái thần thông là cái thần thông thuộc bản ngã. Hễ bản ngã mà nhúng tay vào đó thì thần thông cũng trở thành đau khổ, phải không? Ví dụ như cái cục vàng thì nó đâu có đau khổ gì đâu. Nếu mà cái người nó chẳng căng tham cầu gì cả thì cầm cục vàng trong tay thì cũng chẳng có khổ gì hết. Nhưng mà nếu một cái người mà tham lam cục vàng, mà cố làm sao mà cho được cục vàng thì người đó là đau khổ. Cho nên chính cái bản ngã mà nó xen vào nó mới làm cho mình đau khổ thôi. Thế còn trên cái cuộc đời này là tất cả các pháp đều là diệu dùng hết. Nó sẽ là diệu dùng hết, nhưng mà cứ tùy duyên thuần pháp, chứ đừng có để cho cái bản ngã xen vào để mà nó tạo nên cái tham vọng. Khi tham vọng thì dù cho mình được một cái gì cao nhất mình vẫn đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, cho nên Như Lai không có dục hỷ trong niết bàn. Như Lai không thấy niết bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Ngay cả tới niết bàn rồi á, mà Đức Phật ngài cũng là niết bàn, là niết bàn thôi. Nó vì bây giờ Đức Phật đang niết bàn thì là niết bàn thôi, chứ không có nói niết bàn là ta, không nói niết bàn là của ta, không có ham thích gì trong niết bàn cả. Đó, cho nên á, tất cả các pháp nó cái bài học để mình giác ngộ đó, thì đừng cần chọn lựa, mà nó cứ trải qua cái gì trong cái duyên mình của mình á, thì mình cứ học cái bài học đó cái đã. Bởi vì bài học đó là bài học gần nhất mà mỗi người là đã, nó đã là có sẵn rồi, thì học cái bài học đó cho xong cái đã. Khoan, mình lại quên cái bài học này mà đi học cái bài kia. Cũng như một em nhỏ lại ra đang học lớp 5, chỉ cứ học cái bài lớp 5 của mình cho nó tròn vẹn đi, theo đúng chương trình của giáo dục đàng hoàng cứ học đi, thì là thấy là người ta chơi game sao hay quá rồi là cứ nhà vô chơi game không thôi, thì cái đó không có thể nào học được gì cả. Thực ra tất cả mọi chuyện trên đời này đó, cho dù thần thông cũng là trò chơi thôi, phải không? Tất cả mọi thứ, nhưng mà bây giờ này, nếu mình biết sử dụng cái chân của mình, nếu mình biết sử dụng cái tay của mình, nếu biết sử dụng cái mắt mà mình đang có,
để mà sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha thì mình vẫn là hoàn toàn là an lạc giải thoát, phải không? Đó. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Thì con thấy thầy có nói với lại chúng con á là mình phải trở về cái tự tánh của mình, có nghĩa là mình phải trở về cái phản bổn hồi nguyên mà nguyên của mình, để mình trở về cái tự tánh của mình, để mình không có còn cái bản tính mà bản ngã của mình. Thì con thấy là cái ý của thầy giảng với chúng con á là làm sao khi mình quy y Phật Pháp Tăng thì cái điều quan trọng nhất của chúng mình là trở về với bản tự tánh. Mà tự tánh của mình ở đây là trở về với cái phản bổn hoàn nguyên, giống như Hòa Thượng Tuyên Hóa có dạy chúng ta, con thì con có học rồi sơ sơ á, thì là mình làm sao mình học được cái lục đại tông chỉ là không tranh, không tham, không cầu, không tự ti, không ích kỷ, không vọng ngữ. Thì thưa thầy, con nghĩ là đối với hàng hậu học như chúng con, mà nếu mà chúng con thực hiện được những điều như mà Đức Phật dạy hay là như thầy đã dạy cho chúng con, thì con nghĩ là chúng con không cần phải đến niết bàn hay là giải thoát giác ngộ, mà chúng con làm sao tập cái tự tánh của mình như thầy đã dạy chúng con như ngày hôm nay, thì con thấy đó là một điều rất quý giá cho chúng hàng hậu học chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Sa thủ. tức là khi mà Đức Phật ngài, bởi vì do nói với nhiều người cho nên với người này thì ngài phân tích ra cái pháp này, rồi với người kia ngài phân tích ra pháp kia, cho nên bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật cũng quá nhiều. Nhưng mà cái nguyên lý vẫn là nếu mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, với một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, thì mọi thứ nó sẽ ra hết. Tất cả mọi thứ nó sẽ ra hết. Bây giờ mình kể ra là thế này, kể ra là thế kia, nhiều pháp, thì tại vì do nói để cho người ta tin, hoặc là do nói để cho người ta hiểu ra. Cho trên thực tế đó, bây giờ đơn giản nhất là chỉ cần là ngay tại đây và bây giờ mà mình tròn vẹn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình đi thì mình thận trọng chú tâm quan sát để mình đi một cách rất là tự nhiên bình thường, chỉ cần như vậy thôi. Thì đầu tiên khi mình tròn vẹn như vậy á là mình không để cho cái bản ngã xen vào rồi đó, không để vào cái bản ngã xen vào thì tự động nó sẽ cái thấy đó nó sẽ soi sáng cho mình, để mình thấy ra dần tất cả những cái mà trước đây là mình vô minh ái dục, là mình hiểu thế này rồi mình làm thế kia đủ thứ. Thì bây giờ cái phát hiện này đó, thì cái quan trọng là phát hiện, bởi vì phát hiện ra cái bản ngã này, phát hiện ra khi nào tham, khi nào sân, khi nào si, khi nào đau khổ, phát hiện ra những cái đó cho mình là cái sai lầm của mình là ở chỗ là mình cứ áp dụng để đạt được một lý tưởng, nhưng mà tất cả lý tưởng đều nó đã có sẵn, mà chỉ cần là trở về với hiện tại để mà thấy ra được. Mà cái mà cái người tu đó thì thấy ra cái sai, thấy ra cái xấu, thấy ra cái bản ngã, thấy ra cái đau khổ là tốt hơn, bởi vì khi mình thấy ra những cái đó thì cái đó nó không còn sai sự, nó không còn trói buộc được nữa, thì lúc đó mình tự do tự tại. Chứ còn tất được mình là thường thường người ta sai lại ở chỗ thế này, người ta cố gắng để đạt được cái tốt mà quên là phải phát hiện ra tất cả mọi cái mà trói buộc như thế nào, cái sinh ra cái phiền não đau khổ thế nào, tìm ra được cái bản ngã mà nó sai sự mọi thứ là cái gì, chính là cái đó mới thật sự là cái việc mà của cái thần trọng chú tâm quan sát, hay là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là giúp mình để mà hóa giải được tất cả những cái đó. Khi mình hóa giải tất cả những cái trói buộc đó thì mình tự nhiên mình tự do. Ví dụ như mình bị cột trói lại, mà bây giờ mình hóa giải, mình biết là cái nào là cái mà cột trói mình, bây giờ mình gỡ ra thì mình tự do tự tại thôi. Còn cái tự do tự tại vốn là nó đã sẵn có, chẳng phải mình luyện thành. Cái tốt là nó cái tốt từ trong bản chất là khác, mà cái tốt của cái bản ngã là khác. Thường thường là người ta lầm như vậy, cho nên người ta cố gắng để làm cho tốt, cố gắng để đạt được cái này cái kia. Nhưng mà cái tốt với cái đạt được đó của bản ngã, còn cái hướng tu thật sự của Đức Phật
là thấy ra cái bản ngã, thấy ra tất cả những cái phiền não khổ đau trói buộc đó, để trả lại cho cái cho mình hoàn toàn tự do tự tại, và trong đó đã đầy đủ tất cả mọi thứ. Hai cái hướng này đó, đó hồi nãy có cái yoniso manasikara và yoniso manasikara đó, tức là nó một cái hướng đó, là hướng theo bản ngã thì nó sẽ sinh ra đủ thứ. Còn một cái hướng mà đi đúng á, nhưng mà cái hướng đi đúng này á thì khi nào á mà không còn cái bản ngã này á thì tự nhiên nó đúng. Chứ không phải là mình đi tạo ra một cái đúng, bởi vì tạo ra cái đúng thì vẫn là cái đúng của bản ngã, vẫn là của vô minh ái dục. À, cái đó là một cái điều mà mình cần phải lưu ý hết sức. Còn nếu không á thì mình vô tình là mình tốn bao nhiêu năm trời để mình cố gắng và đạt được cái mà thực ra đó là cái ảo tưởng của bản ngã thôi. Cho nên thiền là phát hiện ra tất cả những cái trói buộc, tất cả những cái hành trình của cái bản ngã. Nên khi mà Đức Phật mà giác ngộ thì Ngài nói là cái câu vào đầu tiên mà Ngài cảm hứng mà Ngài nói là Như Lai đã phát hiện ra cái người thợ làm nhà. Xưa nay Như Lai đã đi tìm cái người thợ làm nhà và bây giờ đã phát hiện ra, đã bẻ gãy tất cả mọi cái mà cái kèo cột này nọ mà đã để cho cái người thợ làm nhà đó, mà xây dựng lên cái ngôi nhà đó, thì cái đó chính là cái bản ngã. Thành á, dẹp hết cái bản ngã nó đi. Cho nên mình nói là Đức Phật Ngài cảm thắng ma vương. Thật ra cảm thắng ma vương đây là ma vương, tức là những cái trói buộc, những cái phiền não, những cái bản ngã đó đó. Bây giờ dẹp hết tất cả nó thì thành Phật. Nhưng mà không có ai thành Phật cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái Phật đó nó sẵn rồi. Ai tới đó thành Phật hết trơn á, chứ không phải là cái Phật này lớn hơn Phật kia như hồi nãy thầy nói đó. Rồi, hết giờ. Dạ thưa thầy, hồi nãy con mới chép được cái câu là chết từ thuở lọt lòng, xin thầy đọc để cho con chép lại bốn cái câu thơ lọt lòng rồi sao nữa ạ? Dạ con mới chép được một câu đó ạ. Tâm không làm muôn việc, tức là tâm không mà không phải là ngồi không. Không phải là tâm không rồi ngồi không, mà tâm không mà làm muôn việc. Làm được việc gì mà vô ngã vị tha thì cứ làm. Chứ không phải là tâm không rồi thì ngồi không. Tâm không làm muôn việc, công đức trả về không. Tức là có làm được chuyện gì đó thì cũng có công đức gì cả. Tức là tâm xạ ba la mật á. Công đức trả về không. Sống nhờ ơn không tàn. Đó, cái, bây giờ mình thấy khơi vậy đó mà mình sống là nhờ hơi thở, nhờ mặt trăng mặt trời, nhờ hơi nước, nhờ đất, nhờ đủ thứ hết trơn mà cái đó ở đâu không vậy cho mình đâu có gì của mình đâu. Nhưng mà mình mà bắt đầu mình cho là cái này của mình, cái kia của mình là mình khổ nè. Nhưng mà thực ra bây giờ mình nói không có gì của mình cả, mà mình vẫn là sống nhờ tất cả vạn pháp. À, bây giờ người khoa học người ta đang chứng minh là cái môi trường môi sinh đó, cái sự sống trên cái trái đất này đó, là vốn nó từ nó đó là nó cân bằng cái sinh thái đó. Mà mình nói là mình chọn cái này rồi mình bỏ cái kia đó là coi chừng mình làm mất cân bằng sinh thái đó. Dạ, dạ con xin hỏi câu thứ hai ạ. Sư nói là sống thuận pháp, không mong cầu gì cả, và các cái nghịch cảnh là cái bài học cho mình. Thì con thấy là về mặt cá nhân á, thì con nghĩ nghịch cảnh là những bài học sâu sắc cho mình. Nhưng mà về mặt xã hội, ví dụ như là những nhà khoa học họ tìm cái biện pháp để mà trị những cái bệnh
không chữa được, ví dụ bệnh ung thư hay là hiện tại bây giờ nó có cái bệnh tay chân miệng ở cho trẻ em đó, thì cái việc mà mong cầu và tìm ra cái biện pháp để chữa các cái bệnh ấy thì nó thuộc cái gì ạ? Không phải là không mong cầu. Dạ. Cái mong cầu đấy đó là cái mong cầu ích kỷ của cái bạn ngã. Cái mong cầu phát xuất từ cái vô minh ái dục. Cái mong cầu phát xuất từ vô minh ái dục là khác. Ví dụ như bây giờ mình không biết, mình không biết là ăn nhiều cái chất mỡ, dầu mỡ thì nó bị mỡ trong máu. Mình biết chuyện đó nhưng mà cứ thấy là dầu mỡ ngon là mình cứ ăn, thì như vậy là vô minh ái dục đó. Rồi bây giờ ăn ngon rồi mình cứ muốn là làm sao mà mỗi ngày là cứ chiên xào đồ dầu mỡ cho thật nhiều để mà ăn cho nó ngon, thì cái đó là vô minh ái dục. Nhưng mà cái gì mà mình nghiên cứu, mình học hỏi, mình chiêm nghiệm mà thấy ra thì cái đó là tốt. Bởi vì cái thế này này, cái mỗi người đều có cái tánh biết sẵn có hết đó. Thầy nói là trong người mình này là có mắt tai mũi lưỡi thân ý, cả mắt tai mũi lưỡi thân ý đều biết hết. Mắt thì thấy sắc gọi là nhãn thức, tai thì nghe âm thanh gọi là nhĩ thức, ý thì biết pháp phải gọi là ý thức đó. Còn trong trời đất này đó thì nó lại có là đất nước lửa gió hư không và thức tánh. Thế như vậy á là mỗi người á là đều trang bị đầy đủ hết trơn á. Thì bây giờ này, không lấy tánh biết, không lấy cái tánh biết này này để mà học pháp, để thấy ra pháp, mà lại là lấy cái vô minh ái dục để mà mong muốn cái này cái kia, thì cái đó cái mong muốn phát xuất từ vô minh ái dục đó, là cái mong muốn đó nó đem lại cái phiền não khổ đau. Nhưng mà Đức Phật ngài có lấy một cái ví dụ như thế này rất là rõ ràng. Ngài nói giả sử như là một cái người muốn vắt sữa bò, muốn lấy sữa bò, nhưng mà lại nhà cái sừng con bò mình vắt thì có lấy sữa được không? Đức Phật ngài có hỏi cái câu hỏi cái người đó là như vậy. Vì cái người đó hỏi như thế này này, là mình có cần mong muốn hay là không cần mong muốn giải thoát? Thì Đức Phật ngài mới là ví dụ là ngài nói là giải thoát không phải là do mong muốn hay là không mong muốn, mà là do làm đúng hay không. Thì cũng như là bây giờ mình mong muốn lấy sữa bò, nhưng mà mình lại đi làm sai, làm cái động tác sai, tức là mình lại cứ nhè cái sừng con bò mà vắt thì không bao giờ ra sữa bò cả. Nhưng mà bây giờ một cái người không cần phải nói là tôi ước gì tôi có sữa bò, nhưng mà cái người đó lấy đồ hứng mà vắt đúng cái vú con bò đó thì nó vẫn cứ ra sữa như thường, vẫn có sữa như thường. Vậy thì cái quan trọng là mình có thấy được pháp để mà mình làm, để mà mình từ cái mà pháp đó mình làm đúng thì cái đó là tốt. Bây giờ ví dụ như thế này, tự nhiên mình muốn là làm sao mà có gan trời mà xào mà ăn, thì cái trường đó là cái nó là vô minh ái dục, phải không? Tức là cái mình không biết mà mình đi ao ước cái chuyện không có, thì cái đó là sai này. Nhưng bây giờ thế này, mọi người đang đói bụng mà mình muốn là đi nấu ăn, mình muốn nấu cho ngon để cho mọi người ăn, thì cái đó là đúng chứ đâu có sai. Cho nên là cái muốn của mình là cái muốn đó nó có thực trên một nhu cầu thực sự của cuộc sống, thì cái đó muốn đó là đúng. Cái muốn đó nó mới sinh ra cái là tứ như ý túc, bốn điều như ý: một, dục; hai, cần; ba, tâm; bốn là thấm. Có bốn điều, mà có bốn điều này đó là làm gì cũng được như ý muốn hết đó. Đó là muốn làm một việc gì đó chính đáng, muốn làm một việc chính đáng thì là cái muốn này là tốt rồi. Bởi vì nên nhớ rằng cái dục là nó là bất định pháp.
Tức là nếu mà cái dục này mà đi theo với ác á, thì nó thành ra là ác. Mà cái dục này mà đi theo với thiện á, thì nó thành ra thiện. Cho nên cái dục này á, vốn nó không sai, không đúng gì hết. Nó không xấu, không tốt gì hết. Mà cái dục đó, đó đi theo với vô minh ái dục thì nó ra nó thành ác. Mà đi theo với là trí tuệ thì nó ra thiện. Vậy thôi. Thế thì á, bây giờ này, một người có cái nguyện vọng, có cái ước muốn đúng, tức là nó có nhu cầu, phải không? Nó có nhu cầu thật sự, thì cái đó mình muốn mới đúng. Thí dụ bây giờ thầy nói một hồi rồi là khát nước rồi, bây giờ thầy muốn uống nước, là muốn uống nước là hoàn toàn đúng, chẳng có gì sai cả, phải không? À, bây giờ khát nước rồi, giờ muốn uống nước thôi, chẳng có gì đâu sai. Sau khi muốn rồi á, là phải cần phải siêng năng. Tức là nếu mà mình muốn mà mình không siêng năng gì cả thì làm sao mà làm được. Bây giờ mình muốn đi nấu ăn để đãi cho mọi người, nhưng mà không có siêng đi nấu thì lười biếng rồi, thôi kệ nó, muốn thôi, lười biếng khỏi đi làm đi, thì làm sao mà nấu được. Nhưng mà khi bây giờ mình siêng năng rồi, nhưng mà khi mình siêng năng á, thì mình lại là không làm nhất tâm từ đầu tới cuối. Tức là đi mới vo gạo xong rồi lấy ít củi bỏ vô đó rồi mà thôi. tức là làm được công khúc rồi thôi. À, cho nên á, nó phải có cái nhất tâm. Nhất tâm tức là khi đã nói đi nấu ăn thì là phải đi nấu cho nó đàng hoàng từ đầu tới cuối. À, thì cái đó là gọi là nhất tâm. Nhưng mà bây giờ như thế này, một cái người muốn đi nấu ăn là có muốn rồi nè, và siêng năng đi nấu ăn và nhất tâm đi nấu ăn, nhưng mà không biết nấu ăn thì nấu được không? Không biết nấu ăn làm sao nấu. Cho nên đó, nó phải có thêm một cái là cái người đó phải có trí tuệ để mà thấy ra được, tức là có đủ cái trí để mà biết nấu ăn như thế nào cho ngon, cho tốt. Thế nên á, hễ mà khi mình có bốn cái yếu tố này đó thì là dục là được, chứ không phải là không có ham, không có muốn. À, nhưng mà cái muốn của cái muốn bất thiện á, là cái muốn mà do vô minh ái dục mà muốn á. Vô minh là không biết, mà ái dục á là ham muốn, tức là không biết gì cả mà cũng ham muốn. Đại khái vậy đó. Không biết gì cả mà cũng ham muốn á, thì là không ra cái gì cả. Thí dụ như bây giờ một em học sinh muốn học thành tài, muốn học thành tài là được. Bây giờ phải siêng năng học, và là phải nhất tâm học, là phải chú tâm tròn vẹn vào cái việc học, chứ không được là lơ là. À, rồi á, học á là phải có cái trí tuệ để mà hiểu rõ bài học của mình. Đó, bốn cái yếu tố đó thì làm cái gì muốn cái gì đó muốn. Nhưng mà muốn thì muốn, chứ mà muốn là phải rõ ràng, phải biết được, phải hiểu biết. Và cái đó nó là một nhu cầu cần thiết. Bây giờ tự nhiên không ai thích ăn cả, ai từng ăn no cả rồi, cái tự nhiên mình muốn đi nấu. muốn đi nấu nó không có nhu cầu. Tức là nó phải có cái nhu cầu thật sự do pháp nó đưa đến. Thì khi đó muốn là ra được. Thí dụ như bây giờ trời mưa, mà cứ mỗi lần mình đi qua mưa một cái thì mình ướt. Cho nên mình nghĩ ra một cách là chế ra cái dù, để mà mình đi là mình đi cái dù mình đi. Thì cái đó là có nhu cầu. Và cái muốn đó là muốn đúng với là cái nhu cầu của sự sống, thì nó là đúng, là được, chứ không phải là không muốn. Dạ, kính thưa sư, từ đó giờ con chưa có lên chùa để xin sư đặt tên. Nhưng mà nếu như con chưa có tên như vậy mà con muốn tập tầm để thực hành theo cái thuyền mà mấy khóa gần đây con được học, vậy con có bị sai không sư? Con chưa có tên mà con cũng chưa có lên chùa để xin tên nữa.
Thì không có tên là thầy đặt cho cái pháp danh thôi chứ có gì đâu. Đặt cho ông cái tên thôi chứ gì đâu. Không có tên cũng chẳng sao, không có tên càng tốt. không có tên mà thực hành là càng tốt nữa, chứ đâu có sao đó. Thực ra là đặt pháp danh rồi này kia là để cho mình nhắc nhở mình thôi. Đó, chứ còn á là mình cứ theo pháp mình sống mình hành thôi, không cần pháp danh. Hồi thời Đức Phật á là thật ra cũng không có đặt pháp danh. Không phải là tên của mấy vị tăng là Đức Phật đặt đâu á. Là tên hồi đời sao bây giờ vậy thôi. Chỉ có một vài trường hợp là đặt tên là do cái vị đó đặc biệt gì đó cho nên mới đặt tên theo cái đặc biệt đó. Ví dụ như cái vị đó là tu quá trời đấy mà thức không có ngủ, mà cho đến nỗi mà khi mà đắc quả A La Hán là cũng là mù mắt luôn. Cho nên là mới đặt cái tên mà người ta quen, người ta gọi cái vị đó là Chắc Khu Pa Lá. Chứ còn Đức Phật ngài cũng đặt pháp danh. Đặt pháp danh là sau này mình đặt vậy thôi, chứ còn hồi trước đâu có đặt pháp danh. Tên sao là để vậy thôi. Tên cúng cơm sao mà cứ để vậy. Là con xin dân giữ điều học là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dễ vui uống rượu và các chất sai. Vị tu nữ ấy dạy con là bây giờ con phải thực hành năm điều đó trước, nó có rồi sau này nhuần nhuyễn rồi cô sẽ dạy cho con 8 giới, tức là còn thêm 3 giới nữa. Nhưng mà con chỉ 20 mấy năm về trước cho tới bây giờ thì con chỉ thực hành mỗi ngày á, trước khi đi làm con chỉ thực hành được có 5 giới thôi. Mà hiện nay do một cái nhân duyên hai khóa liên tiếp gần đây con có được đi nghe sư giảng, mà trong lòng con muốn thực hành thiền tuệ lắm, nhưng mà không biết là như vậy có sai hay không. Nay sư nói vậy con rất là cảm ơn. Rồi không có sai gì hết á, cứ thực hành là được. Vậy bây giờ thầy đặt cho một cái pháp danh, đặt cái pháp danh là Tuệ Duyên. Tuệ Duyên là cái tức là có duyên với trí tuệ mà thực hành thôi là được rồi. Thưa thầy, cho con hỏi một chút. Con có nghe thấy thầy nói là sống, mình sống cái thiện với cái ác nó đến thì mình cứ sống như vậy. Rồi như vậy thì nếu như mà ở cái xã hội này thì nó có cái liên quan, em nói một chút về vấn đề khoa học kỹ thuật. Thì nếu mình sống như vậy thì nó có bị thụ động quá không? Mà trong khi có những cái vấn đề khoa học là người ta đòi hỏi về có tham vọng và tính toán một chút, có thể là từ cái không thực mà trở thành hiện thực đối với lại vấn đề như vậy, thì rõ ràng là đòi hỏi về sự chủ động và sáng tạo. Thì cái thực tính của hai vấn đề này với cái thuộc tính của nó, em sẽ hiểu như thế nào cho nó đúng? Cái này thì rất là nhiều người hỏi. Cái này rất nhiều người hỏi. Thực ra câu hỏi đó cũng giống như câu hỏi hồi nãy thôi, tức là mình có muốn hay không muốn. Thì thầy đã trả lời rồi đó. Nếu muốn như ý thì cứ muốn. Ông Nietzsche thì ở trong cái cuốn mà cuốn sách của ông ấy, cuốn Zarathustra, đã nói như thế. Ông nói là bạn cứ ước muốn, bạn cứ làm theo ý muốn của bạn, miễn là bạn biết ước muốn. Bạn cứ muốn gì làm đấy. Không sao. Thực ra cái điều mà thầy nói đây đó là thầy nói cái nguyên lý. Còn trên thực tế ai muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng mà nguyên lý là thế này: anh muốn làm gì thì cứ làm, nhưng mà anh cứ phải thấy ra lại, phải thấy ra mình đó, thấy ra mình là cái mà mình làm đó, cái mà mình muốn đó đó,
là mình lấy đó để làm bài học vậy thôi. Tức là cứ muốn gì thì cứ làm đi, nhưng mà cứ lấy đó làm bài học giác ngộ. Trong cái bài học giác ngộ nó sẽ dạy cho mình biết là cái gì là chỉ là vòng, chỉ đem đến đau khổ mà thôi, hay là cái đó là cái đem lại giác ngộ giải thoát vậy thôi. Chứ còn là anh muốn làm gì thì làm, chứ không ai bắt cả. Bởi vì đây là mình nói lên một cái sự thật, để qua sự thật đó mình biết lại mình. Mà khi mình biết lại mình á, thì mình biết là cái mà mình làm, mà cái tham vọng đó là đúng hay sai. Mình cứ tham vọng, có nhiều tham vọng nhiều càng tốt. Có khi qua cái tham vọng đó mình mới là học ra được cái bài học sai lầm của mình. Nhưng mà cuối cùng cũng được giác ngộ, nó vẫn là như thế này. Đức Phật Ngài không có nói là yêu cầu xã hội này đứng yên đi, không hề nói như vậy. Xã hội muốn cứ làm gì thì cứ làm, chứ không có sao hết trơn. Muốn tiến bộ tới cỡ nào đó tiến bộ, nhưng mà liệu là mình đang đi vào con đường đau khổ, phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, hay là mình đang giác ngộ giải thoát vậy thôi. Cho nên ở đây chỉ nói lên cái nguyên lý để mình thấy ra, để qua đó để mình dễ phát hiện ra mình, chứ không phải là đưa ra một cái đường lối nào để bắt mình phải làm như thế này hay thế kia. Nhưng mà bây giờ có làm gì hay không làm gì thì tùy mỗi người. Bởi vì thực ra cái bài học giác ngộ của mỗi người đó là nó phát xuất từ những cái mà cái người đó muốn làm. Bởi vì người đó có muốn làm rồi thì khi đó mới làm, rồi mới sai, rồi mới biết, chứ đâu có cách nào khác. Nhưng mà nếu mà mình chỉ biết làm thôi mà mình không biết học lại, hay là mình không biết giác ngộ lại cái mà mình làm đó, thì mình không phát hiện ra được là cái điều đó nó sẽ đưa tới đâu, cái điều đó là đúng hay sai, điều đó là xấu hay tốt. Thì cái quan trọng là mình có thể trở lại với chính mình để mà phát hiện ra được tất cả những cái đó. Còn mình có quyền chọn đau khổ, tôi sẽ cứ làm như vậy thì lúc đó mình làm thì mình cứ đau khổ. Bây giờ cha mẹ thì có kinh nghiệm, cho nên thấy con trai hoặc là con gái của mình nó là cứ ham đi lấy vợ lấy chồng, thì cha mẹ mới nói muốn lấy vợ lấy chồng thì con phải hiểu như thế nào, rồi con phải sống sao đó, đại khái như vậy. Nhưng mà nó nói không cần, nói như vậy nó không để ý tới, nó không cần thiết. Nó cứ lấy vợ lấy chồng thì tốt, cứ lấy vợ lấy chồng rồi sẽ hiểu cái đau khổ, cái hạnh phúc là cái gì, cái đau khổ là cái gì, trong đó sẽ tự hiểu ra hết. Cho nên chính vì cái chỗ đó mà thầy nói là cuộc đời này là rất kỳ diệu. Đây là thầy nhắc lại là đây là thầy chỉ nói cái nguyên lý, cái nguyên lý giác ngộ giải thoát thôi. Chứ còn trên cuộc đời này thì ai đang như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Đó là vậy đó, ai như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Nhưng mà người nào không chịu biết cái bài học giác ngộ này thì sẽ tự mình chuốc lấy phiền não khổ đau luân hồi sinh tử vậy thôi. Chứ còn chứ đâu ai cấm ai được. Có nắm được cái ý thầy nói không? Tại vì con muốn hỏi, vì trong cái ngành y học á, và ví dụ như mình ở đây mình nói là không sát sinh, thực ra thì con thấy cái ác trong khoa học á, nhưng mà không vậy thì không được, nó lại rơi vào những cái trạng thái mình buộc lòng phải lựa chọn. Ví dụ như có những cái vấn đề, ví dụ như cô có hỏi á, thì có nghĩa là mình phải thử nghiệm trên lâm sàng hoặc trên tất cả các phương tiện, thậm chí là lấy những cái con vật mà mình rất yêu thương, có thể nói là gọi là trung thành với chủ nhất, để người ta thử nghiệm trên những cái đó. Đây không phải là xuất phát từ một ý tưởng anh muốn là anh làm, mà có thể là từ một tổ chức hoặc là từ một cái yêu cầu cấp thiết hoặc là một cái tham vọng thôi, thì người ta vẫn phải buộc làm như vậy. Thì như vậy thì người ta có tình trạng là có bị ác hay không, nên hơi băn khoăn em hỏi thầy vậy thôi. Chứ còn thầy nói thì em hiểu rồi. Thực ra cái đó là khi mình nói đó là không có một cái quy tắc nào để mình nói cả. Cho nên khi mình nói là mình chỉ nói trên nguyên lý thôi. Tất cả những cái điều mà thầy trình bày về thiền, về giác ngộ rồi này kia đó, là thầy hoàn toàn chỉ trình bày trên nguyên lý, chứ không có nói trên phương pháp.
không đưa ra phương pháp mà chỉ nói nguyên lý để mình thấy ra, để mình giác ngộ đúng cái hướng. Chứ còn bây giờ trên đời này mà mình nói là cái này đúng hay không, cái kia đúng hay không, thì bây giờ là khó mà nói lắm. Chứ nói không nói được, trên đời này không thể nói được. Nhưng mà cái hướng của cái sống đúng là thế nào thôi, cái nguyên lý của cái sống đúng là thế nào thôi. Chứ còn á, cái trường trên đời này là mình không thể phê bình được. Bây giờ mình giả sử mình nói như thế này cho dễ hiểu đi. Có thể có những cách khác, có thể có những cách khác mà y học sẽ tiến bộ hơn rất nhiều, mà lại không cần thử nghiệm trên các cái việc mà mổ xẻ các con vật. Tại sao mình lại không đặt ra một cái phương án đó? Mà nhất thiết là phải mổ xẻ trên các con vật. Mà cái việc mổ xẻ trên con vật đó thì hiện nay là có rất nhiều cái bộ phận khác trong nhân loại lại phản đối chuyện đó. Ví dụ như cái bộ phận mà người ta bảo vệ cái sinh vật thì người ta cực lực phản đối cái chuyện đó. Cho nên cái đúng cái sai á, cái đó là mỗi người phải tự thấy lấy trên một cái nguyên lý mà thầy chỉ trình bày cái nguyên lý đó thôi. Rồi từ trên nguyên lý đó là mình phải tự phát hiện, hay mình thấy sai thì mình bỏ, mà mình thấy đúng thì mình làm, vậy thôi. Chứ còn á, bây giờ không thể nào mà mình nói là cái này đúng, cái này sai, phải làm thế này, phải làm thế kia, là cái đó trên đời này không bao giờ ai làm được chuyện đó cả. Thì do đó đó mà cái phương án mà mình đi mổ xẻ để mà mình thí nghiệm á, bây giờ mình nói là mình bác nó đi thì cũng được, bởi vì đó bây giờ hiện nay người ta đang làm vậy. Giờ mình bác đi đâu được. Nhưng mà mình nói mình chấp nhận cái chuyện đó là hoàn toàn đúng cũng được. Bởi vì lẽ ra nếu mà giả sử những con người mà thí nghiệm đó người ta lại có một cái đạo đức khác, người ta có một cái nhận thức khác, thì người ta sẽ sử dụng những cái biện pháp khác để mà xây dựng một cái nền y học cống hiến cho cuộc đời. Nhưng mà theo thầy thì thế này, theo thầy bây giờ nói lại về phương diện mà cái nguyên lý giác ngộ đó, thì theo thầy thế này, tất cả những cái đó chẳng có nghĩa gì cả. Tất cả những cái gì trên cuộc đời này thành tựu hay không thành tựu ở trên cuộc đời này nó chẳng có nghĩa gì cả. Bởi vì á, ví dụ như đây là thầy nói ví dụ thôi, giả sử như một ngày 21 tháng 12 năm 2012 mà người ta tiên tri đúng á, thì quả đất này rất có thể là bị hoàn toàn hủy diệt. Vậy thì những thí nghiệm đó sẽ đi về đâu? Ví dụ như trái đất này mà vì một lý do nào đó nó sẽ là đi qua một cái vùng áp suất nào đó là làm cho cái trái đất này nó sẽ biến đổi hoàn toàn. Vậy thì tất cả những cái thành tựu mà khoa học làm được ở trên cuộc đời này là đi về đâu? Chẳng đi về đâu cả, hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng mà ý nghĩa cao thượng của nó nhất, đó là tất cả những cái xuất hiện trên cuộc đời này là làm cho mình giác ngộ thôi. Vậy thì không biết cái chuyện đó là đúng hay sai, không biết chuyện đó là thành tựu hay không thành tựu, mà chuyện đó có làm mình giác ngộ hay không mà thôi. Hễ anh giác ngộ được thì anh sống an lạc giải thoát, còn anh không giác ngộ thì anh cứ chìm đắm trong luân hồi sinh tử vậy thôi. Chứ còn á, cái thành tựu hay không thành tựu, chuyện đó không ai nói. Không ai nói là thành tựu đó là tốt hay là thành tựu đó là xấu. Vì tất cả mọi cái như thầy nói trên cuộc đời này đó, tất cả mọi cái đó, nó chỉ có giá trị như bài học giác ngộ thôi, chứ không phải là thành tựu này hay là thành tựu khác. Tất cả thành tựu nó đều trở thành vô nghĩa. Cái thành tựu đó nó có thể hữu ích cho một cái việc gì đó trong một thời gian nào đó rồi thôi. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật á thì quá cao, cho nên ngài mới thấy cái cuộc đời này á về phía mà thời gian á, thì ngài thấy rằng như thế này: ở trên một cái cõi trời nào đó mà 100 năm mình sống dưới này á, trên đó mới một giây đồng hồ thời gian á. Mà chuyện đó là bây giờ khoa học người ta đã chứng minh được cái chuyện đó rồi đó.
thầy có đọc một cái tài liệu mà người ta chứng minh được là cái thời gian đó là đúng. Như thử là theo kinh nói là mình ở đây là 100 năm thì mới bằng trên cái cõi trời Đáo Lợi á, là một ngày một đêm thôi. Tức là 50 năm là một đêm, 50 năm là một ngày. Có một cái cô đó, cô là một tiên nữ ở trên cái cõi trời đó, thì cô đi ra cô hái hoa, thì do đồng tâm sao đó không biết á, cô chết, cô sinh lại làm người và cô lớn lên, rồi cô lấy chồng, có mấy đứa con và cô sống được là 50 năm. Thì có một cái điều lạ là cô cứ mỗi lần mà cô làm phước thì cô đều nguyện rằng là cho con trở về đoàn tụ với gia đình con. Thế ai nghe cái câu đó cũng lấy làm lạ, nói sao mà cái bà này bà khùng hay sao mà bà gia đình bà đó mà bà cứ nói là muốn về đoàn tụ gia đình. Tẻ ra cái đoàn tụ gia đình đó là bởi vì bà vòng một cái gì đó, một cái mà nó rớt xuống cái cõi này, sinh làm cõi này 50 năm. Nhưng mà khi bà nguyện như vậy, bà tu, bà cứ nguyện, bà đem cái phước gì bà của bà cũng nguyện như vậy hết trơn á, thì khi bà chết một cái á, 50 năm bà chết á, thì bà sinh lại trên cõi trời đó thì bà vẫn còn đứng hai hoa. Tức là giống như là 50 năm đó như là mình mới cũng đang còn đứng hai hoa thôi. Cho nên trên cái chư thiên, cái vua trời Đế Thích á, vẫn cứ tưởng là bà chưa có đi xuống dưới này 50 năm, mà bà chỉ ra là hái hoa thôi, chưa có xuống 50 năm. Câu chuyện này cũng hay đó. Câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng là thực ra cái cuộc đời này á, cái ý nghĩa thực sự của cuộc đời này là để cho mình giác ngộ thôi. Nên thầy mới nói là cuộc đời này mình có hai điều. Một á, là mình sinh ra trong cuộc đời này á, là học được gì từ cuộc đời. Và vì mình học được từ cuộc đời cho nên mình mang ơn cuộc đời. Thì cái vế thứ hai á, là mình làm được gì cho cuộc đời. Nó chỉ là học được gì từ cuộc đời và làm được gì để trả ơn cuộc đời thôi. Chứ còn thực ra đó, tất cả mọi cái thành tựu, thí dụ như bây giờ xây lên một cái tháp như vậy, nhưng mà động đất nó tiêu tan thì thôi chứ biết sao giờ. Tất cả những cái đó đều vô nghĩa, nó chẳng có nghĩa gì cả. Nếu mà mình xây lên rồi mà mình chấp trước, mình cho là nó thế này thế kia gì đó đó, thì mình đau khổ đáng chịu thôi đó. Thì ở đây là thầy chỉ nói là cái tâm giác ngộ như thế nào, thấy cái gì là cái đem lại phiền não khổ đau là thầy nói nguyên lý thôi. Còn á, trên thực tế của cuộc sống á, thì mỗi người cứ tự phải học lấy bài học của mình, muốn làm gì thì cứ làm, rồi á sẽ học bài học của mình thôi đó. Nếu mà không biết học thì mình sẽ không giác ngộ giải thoát được. Còn nếu mình biết học thì mình sẽ giác ngộ giải thoát. Có hại gì đấy? 13 la mật là dạng vừa tuần trước, nhưng mà đại khái là thế này. 13 la mật á, là bố thí này, bố thí là để mà loại trừ được cái ta mà ích kỷ. Cái ta ích kỷ, cái ta sở hữu đó. Rồi trì giới tức là cái loại trừ cái ta mà hành động hại người, hại mình, hại người đó. Thứ ba là ly dục, tức là cái, hồi nãy mình có nói cái có cái dục, tức là dục đối với sắc thanh hương vị xúc đó. Cho nên là bên đại thừa đó thì cái ly dục này là họ lại nói là thiền định cũng đúng, bởi vì thiền định tức là ly dục, ly bất thiền pháp. Nhưng mà nếu mà mình đưa thiền định vào á thì không đúng, bởi vì có khi thiền định nó vẫn là tà định, nó vẫn là nguy hiểm. Cho nên á, nói ly dục thì đúng hơn. Rồi bên Nam Tông á thì cái ly dục nó lại nói là xuất gia là ly dục cũng là đúng, nhưng mà xuất gia chưa hẳn là ly dục. Vì vậy cho nên mình nói ly dục là tốt hơn à. Mà khi mình đã là bố thí rồi, mình đã trì giới rồi, mình đã ly dục rồi, thì tức là mình không còn bị cái gì che lấp nữa.
không còn bị gì che lấp á, thì cái tâm bắt đầu là trong sáng. Trong sáng cho nên á là trí tuệ ba la mật. À, bên nguyên thủy là trí tuệ là đi trước. Tại vì có trí tuệ rồi, tức là thấy pháp rồi đó, khi đó mới tinh tấn. Bởi vì cái tinh tấn á, là nó có thể tinh tấn sai, có thể tinh tấn đúng. Mà chỉ khi nào mà mình có trí tuệ để thấy pháp rồi á, khi đó cái tinh tấn nó mới là đi đúng pháp. Còn nếu mà mình tinh tấn mà lúc mình chưa có trí tuệ thì cái tinh tấn nó có thể đi theo cái sai lầm. Thành ra mình cố gắng theo cái sai lầm nó vô ích. À, do đó là phải có trí tuệ rồi mới có tinh tấn. Có tinh tấn rồi á, thì khi tinh tấn tức là sống thuần pháp. Sống tinh tấn tức là mình không chạy theo cái bản ngã vọng tưởng nữa, mà là đi theo pháp, gọi là tinh tấn. Thì khi tinh tấn như vậy á, thì đôi lúc có những pháp lại là rất là khó. Ví dụ trong cái nghiệp á, có lúc mình bình, có lúc mình trở ngại này, trở ngại kia đủ thứ. À, thì cái khi trở ngại đó thì mới có cái nhẫn nại ba la mật. À, nhẫn nại ba la mật tức là phải chịu cái khó khăn đó để mà sống thuần pháp. À, nhẫn nại ba la mật rồi đó, đã có nhẫn nại ba la mật rồi đó, thì lúc đó mình mới là sống đúng với cái thực. Tức là bây giờ là dù có khó khăn cách mấy mình vẫn sống đúng cái thực, do đó mới gọi là chân thực ba la mật. Chân thực ba la mật chẳng phải là chân thực là nói thật, mà chân thực ở đây là sống đúng với cái thực, sống đúng với pháp. À, thì gọi là hộ trì chân đế. Chân đế tức là cái đệ nhất nghĩa đế, tức là thực tánh pháp á. Khi có trí tuệ thấy ra thực tánh pháp thì phải tinh tấn để sống với nó, và phải nhẫn nại để vượt qua khỏi những khó khăn, thì lúc đó là mình sống trọn vẹn với pháp, gọi là chân thực ba la mật, hay là hộ trì chân đế, Đức Phật ngài gọi như vậy. Sau khi hộ trì chân đế tức là cái người đó đã sống với thực rồi, người đó không còn là còn sống theo cái bản ngã cái vọng thức nữa, mà bây giờ người đã sống thực rồi đó, thì cái ba la mật thứ bảy á, là nguyện lực ba la mật. Nguyện lực ba la mật hay là quyết định ba la mật, tức là bây giờ mình phải cái trước á, là sống tùy duyên thuần pháp rồi, bây giờ mình phải sống vô ngã vị tha này, tức là phải nguyện sống vô ngã vị tha để phục vụ, thì đó gọi là nguyện lực ba la mật. Mà cái nguyện lực đó thì vẫn có thể, bởi vì nó vẫn có thể là bởi vì đang hành các cái ba la mật để mà loại trừ bản ngã, mà cho nên nó tới ngang đó nó vẫn có những cái bản ngã vi tế ở đằng sau. Cho nên á, cái nguyện lực đó nó phải là tâm từ ba la mật. À, cho nên cái thứ tín đó là tâm từ ba la mật. Cái tâm từ ba la mật này á, là làm tất cả những cái vô ngã vị tha đó hoàn toàn là vì cái lòng từ bi đối với chúng sanh, chứ không hoàn toàn không vì mình, không vì cái bản ngã, cái ta. Và cuối cùng á là tâm xả ba la mật, tức là cái xả này cái xả này không phải là cái xả như hồi nãy đâu, mà không phải là cái xả đó, mà cái xả tức là dù mình làm vô ngã vị tha nhưng mà vẫn là giống như không làm gì cả. À, giống như là lão tử nói là vô vi nhi vô bất vi. À, hoặc là làm mọi việc mà vẫn vô vi. À, cái tâm xả đó là cái tâm xả này là cái tâm xả nó rất là cao, nó nằm ở trong cái tuệ giác á, thì nó nằm ở nơi cái thứ là cái tuệ thứ 11. À, tức là cái tuệ này là cái tuệ mà nó đưa vào cái tiến trình tâm mà giác ngộ hoàn toàn á, là nó phải điều kiện nó phải có tâm xả. Cái đó là ba la mật. Thì nói chung á, tất cả mọi cái này, ban đầu là bố thí, cái cuối cùng là xả, thì tất cả cái ba la mật, nghĩa là xả bỏ bờ bên này để đến bờ bên kia, xả bỏ cái bờ bên này để đến bờ bên kia, thì cái bờ bên này đó chính là cái bản ngã, cái ta ảo tưởng, còn bờ bên kia đó là thực tánh pháp. Cho nên là thầy hôm mà giảng về cái đó thì thầy có nói là
cái bờ bên này với bờ bên kia nó cũng là tại đây, cũng ngay cái thực tại này thôi. Nhưng mà cái thực tại này mà mình là chấp thành ra bản ngã thì nó là bờ bên này. Mà cái thực tại này mà mình thấy đó là pháp vận hành như vậy, hoàn toàn không còn bản ngã, không còn cái tham sân si nữa, thì lúc đó đó chính là cái bờ bên kia. Nhưng mà bờ bên kia cũng là đây, mà bờ bên này cũng là đây, chẳng không phải là bỏ cái bờ bên này để qua cái bờ bên kia nào hết. À, bạch thầy, con đã được hai hoặc là ba lần gì đó con có nghe thầy giảng về các cái quả vị của một hành giả thiền Vipassana đạt được. Thì đầu tiên là quả vị Tu Đà Hoàng. Dạ thì con có nghe thầy giảng là thầy có nói những cái cư sĩ sống trong cuộc sống có thể là những người đó có gia đình, mà cụ thể là thầy có đưa ra một cái ví dụ như là một cái cô cư sĩ đó là thậm chí là có một người chồng làm nghề thợ săn, nhưng mà riêng bản thân cô đó thì cuối cùng cũng đạt được cái đạo quả Tu Đà Hoàng. Thầy có nói mấy lần là những cái bậc cư sĩ vẫn có thể đạt được cái đạo quả Tu Đà Hoàng. Mà thầy nhìn cho con hỏi là nếu như vậy thì những đạo quả còn lại là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán thì nhất thiết phải là những bậc xuất gia mới đạt được, hay là những bậc cư sĩ cũng có thể đạt được? Dạ, đó là cái câu hỏi thứ nhất của con. Dạ, và câu hỏi thứ hai của con là con có đọc được sơ lược về hình như là bên chỗ Đại Thừa là có ông Duy Ma Cật, thì luôn tiện nơi đây con cũng xin thỉnh thầy có những cái lời giảng về ông Duy Ma Cật. Dạ, con xin hết. Thứ nhất là cái người cư sĩ, tức là ở trong này là chưa có diệt cái là dục ái, cái sân hận, cái sắc ái, vô sắc ái, mấy cái kia chưa diệt, chỉ mới diệt cái là không có chấp cái ta thôi. Cho nên nếu như mà vợ cũng Tu Đà Hoàng mà chồng Tu Đà Hoàng là bảo đảm là sống hạnh phúc á. Là bởi vì là không có cái ta mà gây nhau gì hết trơn. Sống là hoàn toàn sống theo cái thực thôi, chứ không có thể sống cái ta với cái bản ngã, cũng đụng độ nhau về cái bản ngã nữa. Nhưng mà có thể đắc luôn tới A La Hán, chứ không phải là chỉ có Tu Đà Hoàng không thôi. Cư sĩ vẫn có thể đắc tới A La Hán như thường. Rồi sau đó đó, bởi vì thường thường một vị đắc A La Hán thì là thấy là không còn có gì mà phải dính mắc gì ở đời nữa cả, cho nên vì đó sẽ xuất gia. Bởi vì vì đó một vị A La Hán rồi thì không có chuyện gì ở đời này mà còn dính mắc á. Vì A La Hán thì chắc chắn là phải xuất gia thôi. Đại khái như vậy. Còn cái thứ hai là một cái nhân vật nó mang tính chất là biểu tượng. Ví dụ như Quán Thế Âm chính là để nói lên cái đức tính mà chánh niệm tỉnh giác. Không phải là mình bị lửa đốt rồi mình niệm Quán Thế Âm thì lửa liền tắt. Không phải như vậy, mà cái đó là nó có nghĩa thế này, là nếu mà khi mình sân mà cái chánh niệm tỉnh giác mình thấy được cái sân đó, tức là nghe cái tiếng kêu của thế gian, tiếng kêu của thế gian là sân đó nè, khi sân khởi lên thì đó chính là tiếng kêu của thế gian. Mà Quán Thế Âm tức là chánh niệm tỉnh giác có thể nghe được cái tiếng kêu của thế gian đó, cho nên là chánh niệm tỉnh giác trên sân thì sân liền hết.
hay là tham. Tham tức là nói mình bị chìm dưới nước, mình niệm Đức Quán Thế Âm thì liền bị hết chìm. Tức là cái nước là tượng trưng cho lòng tham. Tức là nếu như mình bị tham đắm, tức là coi như chìm dưới nước. Mà nếu mình tham mà bây giờ chánh niệm tỉnh giác có thể nghe được cái tiếng tham, cái tiếng nói của thế gian là tham, thì cái chánh niệm tỉnh giác đó khi mà thấy được cái tham đó, thì tham nó sẽ không còn nữa. Cho nên đó, là tất cả những cái nhân vật đó, đó là những nhân vật để biểu tượng cho cái pháp tu hành. Thì duy ma cật là tượng trưng cho một cái người phá chấp, tức là không có chấp trước vào bất kỳ một cái gì trên đời này, cho dù cái đó là cái gì đi nữa đó, cũng là không chấp trước. Bởi vì nguyên do là thế này, nguyên do là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì đạo Phật mặc dù là còn tồn tại, nhưng mà cái đạo Phật á lại bị rơi vào cái rất nhiều cái trường phái, và cái trường phái này thì chấp cái ngã này, rồi trường phái kia chấp cái ngã trí kia. Thì nói chung á, cái trường phái lúc đầu của một vị tổ thì chưa đến nỗi chấp, vị tổ thì là hiểu đúng cho nên mới vận dụng ra. Nhưng mà cái người sau lại là chấp, cho nên cuối cùng cái tông phái nó trở thành phản tác dụng. Thay vì cái tông phái đó nó nói là để mục đích là để giúp cho người ta cái biện pháp tu hành, thì bây giờ cái người sau là mê chấp, và bây giờ trở thành là mê tín. Đại khái như vậy. Cho nên để phá hết tất cả những cái mà mê tín, hoặc là cái mà chấp trước về cái tri kiến, chấp trước về cái này cái kia đó, thì cái một vị tổ nào đó đã soạn ra cái kinh Duy Ma Cật, dựng nên một cái nhân vật là Duy Ma Cật để mà bài xích hết tất cả mọi cái sự chấp trước. Như vậy thôi. Cho nên nếu như mà không hiểu theo cái ý nghĩa của nó đó, mà lại hiểu trên cái nhân vật á, thì đâm ra hủy bán đạo Phật. Trong đó là lại là lấy các cái nhân vật như là các ngài Xá Lợi Phất, các ngài này ngài kia, rồi tất cả những cái vị mà này kia là bị Duy Ma Cật là phá hết. Nhưng mà tự nhiên á, khi người ta dừng lên á, là người ta lại gán cho ngài Xá Lợi Phất là chấp cái này, phái cho ngài Ai Nang là chấp cái kia. Cho nên á, cái đó nếu mà mình đọc mà mình không hiểu á, thì có khi nó lại là phản tác dụng, đâm ra là hủy bán đạo Phật luôn. Cái nguy hiểm là cái chỗ đó. Cho nên đó là có những cái kinh Đại Thừa rất là hay, khi mà thầy nghiên cứu đó, nên là mình là nhờ có cái soi sáng của cái kinh Điển Nguyên Thủy, cho nên khi mình đọc vô kinh Đại Thừa là mình đọc mình thấy được cái hay của kinh Đại Thừa. Có những cái đó mà mình đọc trong kinh Nguyên Thủy không hiểu, nhưng mà nhờ cái kinh Đại Thừa một cái mình lại hiểu ra. Là bởi vì nó cái phóng khoáng của họ cho nên mình hiểu ra. Nhưng mà nếu mà người không hiểu á, thì lại là rơi vào mê tín, rơi vào lý luận. Thầy phân tích rằng nó có hai cái chiều hướng bị rơi vào, đó là một bên là rơi vào cái chiều hướng lý luận của lý trí, và một cái thứ hai là rơi vào cái gần như mê tín của tín ngưỡng. Nó có hai cái loại tình cảm đó. Một loại tình cảm là hoàn toàn lý trí, tức là đi theo về lý tính, và một loại á, là nó theo với cảm tính, mà cái cảm tính nó là mang tính tín ngưỡng, ngang tính tín ngưỡng. Bây giờ nó trở biến Phật giáo trở thành một cái gì mê tín quá sức, thành ra là vô tình á, lại là trở nên phá hoại Phật giáo. Cho nên những cái phát triển ra để mà giúp cho Phật giáo phát triển, thì ngược lại chính những phát triển đó là phá hoại lại Phật giáo. Cho nên á, vượt qua khỏi mọi cái tông phái, bây giờ mình chỉ nói lên cái thực thôi, để mọi người trở về với cái thực thôi, thì lúc đó mình sẽ trở về với Phật. Chứ còn nếu không á, là mình cứ mà theo tông phái này, theo tông phái kia, rồi theo cái kiểu này kiểu nọ một hồi á, là nó sẽ vô tình, nếu mà mình không hiểu tới nơi tới chốn á, nếu hiểu tới nơi tới chốn á thì gặp nhau hết, mà hiểu không tới nơi tới chốn á thì trở thành đó là hủy bán Phật, hủy bán pháp, hủy bán tăng.
một trong những cái kinh mà rất là hay nhưng mà đồng thời cũng rất nguy hiểm, đó chính là kinh Duy Ma Cật. Hết chưa? Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta nhôm. Đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta nhôm. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yo y đăng vatame punyang asavakaya vahang hontu anagate. Rồi.